Rồi xin chào tất cả anh chị ha. Rồi bao nhiêu trong số anh chị nghe rõ thì nói thì có thể là comment số 1 được không ạ? Rồi à, chào mừng tất cả các anh chị đến với buổi à, tối ngày hôm nay ha, à, livestream trực tiếp trên tất cả các à, kênh online của thiện ha, à, tất cả các kênh fanpage tiktok của thiện ha. Rồi những anh chị nào đã vào trong livestream rồi thì có thể là à, chia sẻ cho những anh chị em bạn bè của mình vào để chúng ta bắt đầu à, buổi thứ hai ngày hôm nay luôn anh chị ha. À, trên chủ hành trình 21 ngày làm như thế nào để chúng ta có thể là kinh doanh đạt được cái sự thành công lớn à, trong công việc kinh doanh của mình. À, thì um, tối ngày hôm qua thì thiện cùng với tất cả các anh chị chúng ta cũng đã giao lưu với nhau cũng đã uh, tìm hiểu về uh, và hiểu nhau hơn rồi đúng không ạ hôm qua chúng ta cũng đã hiểu nhau hơn về uh, bản thân của thiện rồi đúng không ạ và chúng ta cần chuẩn bị những kiến thức gì uh, cơ bản thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã học xong rồi thì uh, ngày hôm nay uh, chính thức ngày số 2 thì chúng ta sẽ bước vào uh, những cái kiến thức mà giúp cho anh chị có thể là ứng dụng đạt được cái sự hiệu quả trong uh, công việc kinh doanh của mình cũng giống như là uh, trong về tài chính, sức khỏe và cả mối quan hệ luôn. Bởi vì uh, thành công ở đây, uh, khái niệm thành công ở đây, đó chính là gì ạ? Đó chính là chúng ta đạt được những cái điều mà chúng ta mong muốn, đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn đúng không anh chị? Uh, và uh, thiện muốn uh, giúp cho anh chị đạt được cái sự thành công, nó gọi là gì? Nó trọn vẹn hơn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thành công ở đây, nó không chỉ thành công về tiền bạc không, uh, không chỉ thành công về sức khỏe không, uh, mà nó phải thành công cả ba yếu tố. Đó chính là gì ạ? Tài chính sức khỏe và cả mối quan hệ được không ạ? À, và đặc biệt là trong chủ chủ livestream 21 ngày này thì à, những cái kiến thức này nó sẽ giúp cho anh chị thành công trọn vẹn ba khía cạnh này à, và đặc biệt là những anh chị nào kinh doanh thì chúng ta nên à, học tập rèn luyện một cách nghiêm túc và ứng dụng một cách trực để những kiến thức mà thị chia sẻ được không ạ? À, rồi anh chị đã chuẩn bị bút vở cho chúng à, cho mình chưa ạ? Và hãy nhớ là chuẩn bị cho bên cạnh của mình một ly nước nữa anh chị nha. Rồi, à, rất là tuyệt vời. À, thì à, ngày hôm nay thì thiện cũng sẽ chia sẻ cho anh chị về một số kiến thức giúp cho anh chị có thể là ứng dụng thành công à, về tài chính, sức khỏe và mối quan hệ ha. Và có một cái điều như thế này anh chị, có một cái điều mà có rất là nhiều người ngồi kia tại sao họ cũng rất là mong muốn thành công nhưng mà họ không thành công được. Thì ngày hôm qua thiện cũng đã chia sẻ cái yếu tố cực kỳ quan trọng à, mà để tạo nên một con người thành công rồi đúng không ạ? Đó chính là gì ạ? Đó chính là họ thiếu đi một môi trường có thể hỗ trợ cho họ thành công, đúng không anh chị? Và một cái điều quan trọng nữa mà tại sao có rất là nhiều người họ cũng mong muốn thành công họ cũng khát khao thành công họ cũng mong muốn thay đổi cuộc sống của mình nhưng mà tại sao họ lại không thành công được anh chị đó chính là có một điều như thế này anh chị Đó có một chữ thôi anh chị đó chính là chữ sợ có nghĩa là đa số bản thân con người tất cả chúng ta anh chị ai cũng đều có cái nỗi sợ cả đúng không ạ à? ai cũng đều có nỗi sợ cả có nhiều người họ muốn thành công nhưng mà họ không dám làm anh chị họ sợ có nghĩa là gì ạ có thể là gì ạ? dậy sớm thì họ sẽ sợ mất sức khỏe này à, đọc sách thì họ sẽ sợ không có thời gian họ sẽ nêu ra những cái lý do bọn con bạn cái này à, thứ nghĩa là kinh doanh thì sợ mất tiền đúng không anh chị đầu tư thì sợ phá sản vỡ nợ đúng không ạ rồi là gì ạ nghỉ công việc hiện tại thì sợ không có đủ tiền trang trải mà đi tìm công việc cơ hội mới thì sợ không có kiến thức không đủ nguồn lực không có vốn không có kinh nghiệm đúng không ạ và rất là nhiều lý do và rất là nhiều cái nỗi sợ thậm chí có nhiều người anh chị thậm chí có nhiều người họ chưa có làm nhưng mà họ sợ là họ không làm được rồi họ muốn thành công đó nhưng mà sao ạ họ sợ họ không làm được họ tin rằng là họ không làm được và những người đó họ thua ngay từ bên trong suy nghĩ của họ luôn rồi anh chị. Họ đã thất bại ngay từ bên trong suy nghĩ của họ luôn rồi. Nhiều người họ mong muốn thành công, họ làm, họ thất bại. Thì điều đó là một cái điều cũng chưa có được tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng mà có một cái nhóm người họ, hôm qua thì cũng đã chia sẻ rồi là gì ạ? Những cái nhóm người đó thì sao ạ? Họ chưa hành động nhưng mà họ đã thất bại ngay từ bên trong suy nghĩ của họ. Họ chưa đi mà họ đã sợ họ không đi được rồi đúng không anh chị và tất cả mọi cái kết quả của chúng ta nó đến từ đâu ạ à? nó đến từ cái suy nghĩ của chúng ta bởi vì suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc cảm xúc dẫn đến hành động và hành động thì tạo ra kết quả và ngay từ bên trong suy nghĩ của mình mình sợ mình không làm được rồi thì nó đâu ấy bởi vì bởi vì mình nghĩ mình không làm được mình sợ mình không làm được thì theo anh chị mình có dám làm không ạ à? bởi vì không dám không sợ sợ thì không dám làm mà không dám làm thì theo anh chị là có kết quả không ạ à? chắc chắn là không có kết quả rồi đúng không ạ? À? Cho nên là sao ạ? À? Đa số rất là nhiều người ở ngoài kia và bản thân những anh chị học tập cùng với thì cũng vậy. Mình có thể là hướng dẫn những anh chị đó làm video marketing, hỗ trợ hướng dẫn cách gọi điện cho khách hàng, hướng dẫn cái việc mà đi gieo hạt, chăm sóc hỗ trợ cho những cái người bạn bè đồng hành cùng với mình nhưng mà họ cũng sợ họ không dám làm anh chị họ cũng ra quyết định rằng là gì tôi sẽ uh, đi gieo hạt tôi sẽ làm video tôi sẽ làm live stream họ nói rất là nhiều họ cũng ra quyết định đó nhưng mà họ không dám làm bởi vì họ sợ thật sự anh chị lý do thì nó luôn luôn đúng anh chị và nhưng mà không có một cái lý do nào giúp cho chúng ta thành công cả và bản thân ai cũng có nỗi sợ cả nhưng mà hãy nhớ một điều rằng là gì nỗi sợ nó chỉ là một cái cảm giác thôi Thật sự Thật sự nỗi sợ nó không có thật anh chị Rồi, ok. Ok Thật sự anh chị, thật sự thì nỗi sợ thì nó không có nói sợ thì nó không có thật anh chị và đa số con người chúng ta sợ những thứ mà chúng ta không biết đúng không ạ? đa số con người chúng ta sợ những thứ chúng ta không biết chứ bây giờ những cái thứ mà chúng ta biết rồi thì chúng ta đâu có còn sợ nữa đâu đúng không ạ? và ngày hôm nay thì thiện cũng sẽ chia sẻ cho anh chị về một cái kiến thức rất là tuyệt vời à, đó chính là gì ạ? làm như thế nào để anh chị có thể là đạt được những cái kết quả thành công trong công việc kinh doanh của mình làm như thế nào để chúng ta có thể là hành động mạnh mẽ chúng ta hành động như thế nào để chúng ta có thể đạt được cái kết quả thành công thành công lớn trong công việc kinh doanh của mình rồi bao nhiêu trong số anh chị à, sẵn sàng ngày hôm nay chúng ta học cái bí quyết của thiện chia sẻ thì có thể là comment số 1 được không ạ để chúng ta có thể là cùng nhau à, trao đi cái năng lượng cùng nhau tương tác với nhau để chúng ta có thể là à, chia sẻ trong một cách nhiệt huyết hơn được không anh chị ơi và thiện chào tất cả anh chị mới vào trong live stream à, tối ngày hôm nay nha à, trực tiếp trên các cái trang À, fanpage của thiện ha. Rồi ok. Thì có một điều rằng là gì ạ? Ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã học là gì? Chúng ta hiểu rằng là gì? Có một điều mà để thay đổi được cuộc đời của chúng ta, để thay đổi được cái kết quả tài chính của chúng ta, nó gấp nhiều lần hơn. Bình thường á thì chúng ta đi làm thuê, chúng ta đi làm công ăn lương, chúng ta có một cái công việc ổn định nào đó. Anh chị mong muốn gia tăng thu nhập đúng không ạ? Có rất là nhiều người à, à, và học tập cùng với thiện và họ cũng mong muốn thay đổi cải thiện cái thu nhập đúng không ạ muốn mong muốn gia tăng cái thu nhập nhưng mà bây giờ anh chị hình dung là gì để mà anh chị học tập cùng với thiện tư duy anh chị thay đổi kiến thức anh chị thay đổi rồi nhưng mà cái công cụ tạo ra tiền cái công việc cũ thì anh chị không thay đổi thì nó cũng chưa dễ dàng mà để tạo ra cái kết quả lớn được bởi vì bây giờ anh chị muốn thu nhập của mình gia tăng gấp đôi muốn thu nhập của mình gia tăng gấp năm muốn thu nhập gia tăng của mình gia tăng lên gấp 10 bình thường là đi làm thuê thì À, thu nhập chỉ có 5 triệu một tháng thôi hoặc là 10 triệu một tháng thôi và bây giờ anh chị đặt một ước mơ là muốn xây được một cái ngôi nhà muốn mua được một cái chiếc xe thì nếu như cái thu nhập mà 5 triệu đến 10 triệu thì ít gì cũng 5 năm, 10 năm chúng ta mới có thể tích góp được cái số tiền để chúng ta mua xe mua để xây được cái nhà nó khang trang hơn nó tốt hơn đúng không anh chị đó và bây giờ chúng ta không muốn cái điều đó xảy ra không muốn là 5 năm nữa, 10 năm nữa mà chúng ta muốn là trong năm 2024 này chúng ta muốn là một năm nữa chúng ta có thể là đạt được những ước mơ đó nhưng mà bây giờ nhìn lại cái công việc của mình công việc hiện tại công việc làm thuê hiện tại bây giờ thu nhập nó sao ạ à? thứ nhất là gì ạ à? thu nhập của chúng ta bị giới hạn đúng không ạ à? bây giờ chúng ta có muốn lên tăng lên gấp đôi thì nó cũng chưa dễ đâu thể nào mà công việc thì chúng ta vẫn cứ làm lặp đi lặp lại chúng ta đâu thể nào mà lên nói với uh, ông chủ rằng là gì à ông chủ ơi bây giờ tôi uh, thu nhập của tôi 5 triệu không đủ sống bây giờ ông chủ có thể là tăng lên cho tôi gấp đôi được không ông chủ có thể tăng cho tôi gấp ba được không không thể nào anh chị không thể thu nhập nó bị giới hạn đúng không ạ và bây giờ một cái điều thực sự là gì ạ à? à một điều thực tế là gì cái công việc mà chúng ta làm thuê làm nhận cái mức lương ổn định đó nó không giúp tôi nghĩa là không có gì là không tốt cả nhưng mà để mà đạt được những cái ước mơ những mục tiêu những hoài bão của mình có thể là báo hiếu cho bố mẹ có thể là thì chúng ta xây dựng những ước mơ của mình có thể là mua xe hoặc là giúp đỡ trao giá trị cho nhiều người giúp đỡ từ thiện cho nhiều người xây được thì biết rằng là, là những anh chị mà học tập cùng với thiện là chắc chắn là có một cái ước mơ một cái mong muốn một cái mục tiêu một cái hoài bảo nào đó đúng không ạ và để mà đạt được những cái mục tiêu hoài bảo đó thì sao ạ chúng ta cần phải có gì ạ à chúng ta cần phải có tiền đúng không ạ vậy thì bây giờ thu nhập mỗi tháng 5 triệu 10 triệu liệu rằng anh chị có đạt được những cái ước mơ đó không à chắc chắn là không đúng không ạ chắc chắn là không vậy thì để mà có thể là đạt được những cái mục tiêu ước mơ hoài bão của mình ví dụ như đi du lịch vòng quanh thế giới giống như thiện và những anh chị cao lạc bộ đi thì chúng ta cần phải có gì ạ à? chúng ta cần phải có tiền đúng không ạ chúng ta muốn ở được một cái ngôi nhà sang trọng một cái khu mà nó 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 đẹp này một cái khu mà nó an ninh hơn này một cái khu mà uh, dân trí gọi là uh, cao này thì sao ạ à? chúng ta cũng phải cần tiền và có một cái sự thật là gì ạ? Trong cuộc sống của chúng ta, tất cả mọi thứ trong cuộc sống này thì chúng ta đều sống bằng tiền cả anh chị. Chúng ta không, mỗi buổi sáng thức dậy là chúng ta phải lo tiền điện, tiền nước, tiền cơm, à, rồi tiền con cái, bỉm sữa cho con, đúng không ạ? Mở mắt ra là tiền rồi. Và có một thực tế là chúng ta là gì? Tất cả chúng ta đều phải sống bằng tiền. Đúng không ạ? Để phục vụ cho cái nhu cầu sống của mình và những anh chị nào có ước mơ cao hơn thì chúng ta sẽ cần có những cái số tiền lớn hơn đó và bây giờ thì sao ạ à? công việc làm thuê công việc nhận mức lương ổn định thì không thể nào mà đáp ứng được cái nhu cầu sống cao cấp hơn đúng không anh chị vậy thì để mà thay đổi được cái thu nhập của mình có thể là gấp đôi gấp ba gấp năm gấp mười lần gấp một trăm lần và không giới hạn thì trên cái hành trình thành công của thiện á, thì thiện mới biết được một điều rằng là gì hơn 90 đến 95 phần trăm những người mà họ thành công về tài chính họ tự do về tài chính thì họ đi một con đường đó chính là để mà họ thành công về tài chính chỉ thông qua một con đường đó chính là kinh doanh 90 đến 95 phần trăm anh chị còn có những anh chị khác họ cũng thành công về tài chính họ cũng trở nên giàu có nhưng mà họ sẽ làm những con đường khác nhưng mà thiện nói ở đây là đa số là đi lên từ con đường kinh doanh đúng không ạ à? phi thương thì bắt phú chỉ có kinh doanh thì mới trở nên thành công và giàu có được thôi ạ à. Đúng không anh chị? Cho nên là sao ạ? À? Đó là con đường dễ dàng nhất, ngắn nhất rồi. Chỉ có có hai con đường thôi, một là chúng ta làm thuê, hai là chúng ta đi kinh doanh. Và kinh doanh thì sao ạ? À? Để mà chúng ta đạt được cái kết quả thành công thì chúng ta cần phải đi học, chúng ta cần phải có kiến thức, cần phải có sự hiểu biết thì chúng ta mới có thể thành công được. Đúng không ạ? À? Không ai mà mang một cái đầu rỗng đi kinh doanh mà thành công được hết anh chị ơi. Và có một điều như thế này anh chị. Có một điều như thế này. Kinh doanh đó, thì để mà chúng ta đạt được cái sự thành công chúng ta phải hiểu một điều là gì? Kinh doanh đơn giản, bản chất. Nó là bán hàng. Được không ạ? Nó là buôn bán. Được không ạ? Nói là công việc kinh doanh như vậy thôi chứ bản chất nó là bán hàng đó, đó anh chị. Bản chất nó là buôn bán cả. Bây giờ nếu như mà anh chị đang là một cái người chủ doanh nghiệp mà anh chị đi kinh doanh mà anh chị không biết bán hàng. Anh chị không giỏi về cái việc bán hàng, không giỏi về cái việc quảng bá đi. Thì chắc chắn một điều rằng là gì? Anh chị chưa dễ thành công đúng không ạ? Và cái lý do hàng đầu mà khiến cho tất cả những anh chị bước ra kinh doanh ở ngoài kia họ không phát triển được, họ không kiếm tiền được. Nó không phải đến từ cái việc là họ không chăm chỉ, không phải đến từ cái việc là họ không cần cù, không phải đến từ cái việc họ không nỗ lực đâu. Mà bởi vì sao ạ? Những anh chị này, họ không biết cách quảng bá và bán hàng. Họ chỉ bán hàng theo một cách gọi là bản năng thôi. Được không ạ? À? Và cái kế hoạch làm việc của họ nó không có hiệu quả. Và họ sao ạ? À? Họ đã kế hoạch không hiệu quả, đã không biết bán hàng, không biết quảng bá rồi. Và chúng ta cứ làm cái cách làm cũ, cái chiến lược cũ. Và vô tình sao ạ? À? Anh chị hình dung là gì? Sai chiến lược thì chúng ta sẽ rất là đã tốn thời gian và công sức thậm chí tiền bạc của mình nhưng mà nó không mang lại cái kết quả thành công. Đúng không ạ? Và bây giờ để mà chúng ta đạt được cái kết quả thành công đó thì chúng ta phải hiểu về một cái quy luật anh chị. Một cái quy luật cực kỳ quan trọng để anh chị có thể thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Có thể là trong cuộc sống của mình, có thể là trong công việc kinh doanh của mình. Một quy luật mà chúng ta cũng thường nghe rất là nhiều, đó chính là luật nhân quả. Được không ạ? Và trong đời sống chúng ta hay nghe là gì ạ? Ở hiền thì gặp lành. Gieo nhân tốt thì sẽ gặp một bầu trời quả ngọt. À, gì ạ? À, gieo gió thì gặp bão. Đúng không anh chị? Và hãy nhớ rằng một điều là gì? Luật nhân quả đó thì nó đúng với tất cả mọi người. Luật nhân quả đó là một cái quy luật của vũ trụ này. Nó là một cái quy luật hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta. Và luật nhân quả thì nó không trượt bất kỳ một ai đâu anh chị. Và cái quy luật này sao ạ? À? để mà áp dụng vào cái công việc kinh doanh của mình thì phải áp dụng làm sao đây đó ạ có nghĩa là gì luật nhân quả đơn giản có nghĩa là chúng ta gieo gì thì chúng ta sẽ gạt nấy chúng ta gieo điều tốt thì chúng ta gạt lại điều tốt chúng ta gieo điều thiện lành thì chúng ta gạt lại điều thiện lành chúng ta gieo những cái điều không tốt cho người khác thì chắc chắn cái điều đó nó sẽ quay ngược lại với chính chúng ta cho nên là anh chị làm một cái điều gì đó không tốt với người khác anh chị đừng có nghĩ rằng là gì ô người ta bị tổ hại mình không bị tổ hại gì không có đâu mà nó sẽ quay lại ngược lại với chính bản thân của mình được không ạ à? và đối với công việc kinh doanh của gì trong công việc kinh doanh ứng dụng luật nhân quả đơn giản là gì nhân quả có nghĩa là gì nhân có nghĩa là cái nhân là có nghĩa là cái hành động của chúng ta quả có nghĩa là gì quả tức có nghĩa là cái kết quả mà chúng ta nhận được trong công việc kinh doanh của mình được không ạ à? ví dụ như bây giờ anh chị đang là một chủ doanh nghiệp anh chị đang kinh doanh một cái sản phẩm chất lượng anh chị mang lại những cái giá trị cho khách hàng của mình. Được không ạ? Và khách hàng hài lòng họ đón nhận, họ mua những cái sản phẩm dịch vụ của anh chị đi. Được không ạ? Và họ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, bởi vì anh chị bán những cái sản phẩm quá tuyệt vời. Được không ạ? Có phải là chúng ta đang mang lại một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc và mình giải quyết được những cái vấn đề của khách hàng họ đang gặp phải đúng không ạ? Đúng không anh chị? Thì đó là cái nhân tốt mà chúng ta đang gieo. Đó là cái nhân tốt mà khách hàng họ đang đón nhận được không ạ theo anh chị á khi mà anh chị gieo cái nhân tốt đó đi nó có quay lại với mình không ạ theo anh chị là anh chị trao giá trị và giúp đỡ được cái người khách hàng của mình giải quyết được vấn đề của họ theo anh chị là họ có giới thiệu bạn bè đến mua sản phẩm dịch vụ của anh chị không ạ đầu tiên á là chúng ta bán hàng là chúng ta có lợi nhuận rồi đúng không anh chị nhưng mà qua cái việc bán hàng này chúng ta đang lan mang lại một cái sản phẩm có giá trị tuyệt vời đến cho cái người khách hàng của mình, không phải là cái số tiền anh chị nhận được trong tay là xong đôi họ, là, là 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 xong việc đâu ạ. À? Mà cái nhân chúng ta gieo cho họ đó là cái nhân hạnh phúc, cái nhân niềm vui mình mang đến cho họ. Và cái hạt giống đó nó sẽ nhân bản ra. Nó sẽ nhân bản ra và nó quay về lại với chính bản thân của anh chị. Đúng không Bởi vì bản chất luật nhân quả nó là gì? Nhân là cái hạt. Đúng không ạ? Nhân là cái hạt mà chúng ta gieo. Gieo hành động thì gặp kết quả. Đúng không? Bạn gieo hành động thì chắc chắn là bạn sẽ gặp kết quả rồi. Và luật nhân quả cho thấy là gì? Mọi hành động trong kinh doanh hay trong cuộc sống của chúng ta nó đều tạo ra kết quả tương đương với những gì mà chúng ta gieo. Tương đương với những gì mà chúng ta hành động, chúng ta làm. Đúng không ạ? Điều này thì nó đúng với cái luật nhân quả thì nó đúng với những cái điều mà tích cực, nó cũng đúng với những điều không tích cực luôn. Ở khi anh chị đưa ra một cái quyết định không ngoan, chúng ta đầu tư thời gian, công sức vào cái kế hoạch làm việc của chúng ta một cách không ngoan thì chắc chắn chúng ta nhận lại cái kết quả không ngoan và kết quả lớn. Đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về bốn cái quy tắc cực kỳ quan trọng trong nhân quả. Nếu anh chị nào nắm vững cái quy luật nhân quả này thì khẳng định một điều rằng cuộc sống của anh chị, công việc kinh doanh của anh chị nó sẽ trôi chảy một cách rất là thuận hòa, được không ạ? Thì bốn cái quy luật trong cái việc gieo hạt đó chính là gì ạ? Quy luật thứ nhất đó chính là không gieo thì không gặt. Và có rất là nhiều người ở ngoài kia họ nói rằng là gì? Tôi muốn thay đổi cuộc đời của mình, tôi muốn thành công, tôi muốn trở nên tự do tài chính, tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, tôi muốn xây dựng doanh nghiệp, tôi muốn thực hiện ước mơ hoài bão của tôi. Được không ạ? À? Tức nghĩa là họ muốn rất là nhiều Nhưng mà sao ạ? À? Để cái mong muốn đó Nó trở thành hiện thực Thì chúng ta phải có được cái sự tác động chứ Đúng không ạ? À? Chúng ta phải có cái sự hành động chứ Bây giờ nói không á Thì nó chưa ra quả Đúng không ạ? À? Bây giờ anh chị hình dung là anh chị Bây giờ anh chị đang có một cái khu vườn mảnh đất màu mỡ đây Anh chị đang có một mảnh đất màu mỡ Là cái khu vườn anh chị đó Mà anh chị nói rằng là gì? Bây giờ tôi không đi gieo hạt Tôi muốn là một tháng sau tôi có cái quả sầu riêng để tôi ăn, tôi muốn có quả mang cục để tôi ăn. Sau đó anh chị ngồi chắp tay cầu nguyện. Cầu nguyện với vũ trụ, cầu nguyện tình thức rằng là gì? Ồ, mong sao mà th à, tháng sau có cái sầu riêng mình ăn, mong sao mà tháng sau có cái mang cục để ăn. Theo anh chị có không ạ? À? Và cho thì hóa anh chị là bao nhiêu trong số anh chị thấy rất là nhiều anh chị kinh doanh ở ngoài kia, họ dành rất nhiều thời gian cho cái việc là cúng kiến này, cầu nguyện này, đi chùa này, từ thiện này rất nhiều nhưng mà họ vẫn chưa kinh doanh thành công đâu ạ à. bởi vì đó là một cái sự gọi là gì mê tín gì đó đúng không ạ à? Anh chị phải hiểu rằng một điều này là gì không gieo thì không gạt bạn ngồi đó bằng cầu nguyện bạn cung kiến và bạn không chịu đi bán hàng bạn không chịu phục vụ khách hàng bạn không chịu đi kinh doanh bạn không chịu đi quảng bá bạn không chịu đi marketing bạn không chịu buôn bán bạn không chịu phát triển thì làm sao mà gẹt quẻ được được không ạ à? đó ví dụ như có rất là nhiều người ở ngoài kia họ đi kinh doanh rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau họ ngoài họ cầu nguyện không ạ à? họ chả làm gì cả và họ hy vọng rằng là khách hàng đến mua hàng của họ đúng không anh chị anh chị có thấy rất là nhiều người như vậy không ạ à? trước kia thì thiện làm trong một cái công ty à, về lĩnh vực bất động sản anh chị là sao ạ à? thì à, trong những cái giai đoạn mà nền kinh tế nó chưa dễ dàng á, thì sao ạ à? Thì người sếp của mình thì cũng có những cái mê tín gì đó á, kiểu như là gì ạ, à? cũng thích hay cúng ông thần tài, thổ địa rồi cúng rất là nhiều, rồi bán không được hàng, cả công ty thì bán không được hàng. Và có một cái mê tín là gì ạ, à? à được người này giới thiệu là em phải mua những cái bột thuốc bắc này về, em phải mua bột sông hơi này về, rồi em phải đi xong ở trong cái phòng marketing á, để cho các bạn làm sale, các bạn marketing, gọi điện, có khách hàng. Và lúc đó thì cũng đâu biết đâu anh chị. Thấy sếp của mình mua một cái à, cái chậu, cái chậu cũng bi lớn như thế này nè Tháng nào cũng xong hết á, cũng đổ bột thuốc, đồ vào đó Xong rồi đốt lên, xong khói gì đâu mà ngập nhà cả Và đi xung quanh tới chỗ các bạn làm việc của mình song song uh, Cho nó khói lên gọi là uh, hưởng cái trường năng lượng để thu hút khách hàng, để chốt nhiều đơn hàng hơn Và lúc đó thì sao ạ à? Tháng nào cũng xong hơi hết, mà chả cái tháng nào bán được đơn hàng nào cả và sau, à, sau 3 tháng trời cái là gì? Công ty đóng cửa luôn Đúng không ạ? À? Bây giờ không chịu đi bán hàng, không chịu đi quảng bá, không chịu marketing Thì khách hàng ở đâu ra? Chỉ ngoài đó cầu nguyện hy vọng rằng là gì? Có người nào đó gọi định, điện đến mua hàng Thì làm sao mà được anh chị? Và có rất là nhiều người ngoài kia Ví dụ như anh chị đi uh, ngoài chợ Anh chị thấy rằng là gì ạ? À? Tại sao những người họ có những cái gọi là gì ạ? À? Có những cái gian hàng này Có những cái... Um, Ờ, những cái người thương lái á, họ buôn bán quần áo buôn bán giày dép đó anh chị ra ngoài những cái trung tâm thương mại á. anh chị thấy tại sao họ cứ ngồi nhưng mà không có người bán chợ thì ế đúng không ạ à? bán hàng thì không chịu bán nhưng mà sao ạ à? tầm ba tầm bảy lại chúng ta ngồi nói chuyện với nhau mở phim hài đồ xem xong rồi ngồi có người ngồi chấm cầm như thế này nè trời ơi sao chợ ế thế không có khách hàng nào tới mua thế nhỉ thì bây giờ có ngồi chắp tay cầu nguyện có ngồi hóng hóng chuyện cứ ngồi mơ mộng đến có khách hàng tới thì khách hàng cũng không tới được đúng không anh chị người bán thì ít nhưng mà người mua thì nhiều nhưng mà tại sao những cái thời điểm đó chúng ta không chịu đi tìm kiếm cái cách làm chúng ta không chịu live stream đi chúng ta không chịu đi marketing chúng ta không chịu đi học hỏi những cái kiến thức mới những cái chiến lược mới thay vì mình ngồi đó mình ngồi mình cầu nguyện mình chờ khách hàng đi qua hy vọng rằng họ mua được một món đồ hai món đồ thay vì như thế thì chúng ta có thể bật điện thoại lên chúng ta ngồi chúng ta livestream chúng ta làm video quay sản phẩm chúng ta đăng lên nó cũng có khả thi và nó cũng có cái đơn hàng hơn cái việc mà chúng ta chỉ ngồi không đúng không anh chị bạn phải hành động thì khách hàng mới biết đến cái sản phẩm và dịch vụ của mình thì họ mới đến mua hàng được chứ và bây giờ bạn cứ không gieo mà bạn cứ đòi gạch bạn cứ ngoài cầu nguyện thì làm sao mà có khách hàng tới được đúng không ạ bây giờ Chúng ta muốn là ngồi há miệng chờ sung thì ít gì chúng ta cũng phải trồng cái cây sung chứ. Bây giờ không trồng cây sung mà cứ nằm há miệng ngửa trên trời như thế này. Sung nó không rụng nhưng mà có con chim nó bay qua. Ờ à, nó làm cho một đống luôn. Đúng không ạ? Không trồng cây sung thì làm sao mà có sung để 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 ăn được anh chị. Cho nên cái việc đầu tiên trong cái quy luật đầu tiên của luật nhân quả đó chính là gì? Không gieo thì không gạt anh chị hãy nhớ điều này không gieo thì không gạt cũng giống như cái việc là gì đó là trong công việc kinh doanh về sức khỏe thì sao nhiều người họ muốn rằng là gì tôi cũng mong, có muốn có sức khỏe tốt lắm chứ sức khỏe mà ai không muốn đúng không ạ à? họ cũng mong muốn có sức khỏe tốt lắm nhưng mà sao cái kết quả của họ là gì cái hành động của họ là gì Cái nhân họ gieo là gì họ thức khuya họ dạy trẻ rượu bia thì uống vào thuốc thì cứ hút vào đồ chiên xào dầu mỡ thì cứ ăn vào thích ăn lúc nào thì ăn thích uống lúc nào thì uống thích nhậu mấy giờ thì nhậu và sau một thời gian kết quả sức khỏe nó không được khỏe và đến gặp bác sĩ nói là gì à bạn không được khỏe sức khỏe của bạn không ổn định rất là trầm trọng vậy thì cái kết quả đó nó đến từ đâu à nó đến từ cái nhân chúng ta gieo trước đó đúng không ạ nó đến từ cái nhân chúng ta gieo trước đó cái nhân là cái gì cái hành động của chúng ta làm đó cái thói quen của chúng ta làm đó ờ, chúng ta phải hành chúng ta phải 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 sao ạ cái kết quả đó nó đến từ cái việc chúng ta gieo trước đó, đó và trong công việc kinh doanh cũng vậy anh chị chúng ta phải gieo chúng ta phải gieo thì chúng ta phải có kết quả được kinh doanh chính là đi buôn bán nếu như bây giờ anh chị là một chủ doanh nghiệp mà anh chị không biết bán hàng anh chị đang sợ bán hàng hoặc là anh chị để cho nhân viên của mình làm việc bán hàng thay cho anh chị đó thì có nghĩa là anh chị đang giao phó cái vận mệnh công việc kinh doanh của mình cho người khác đúng không ạ bao nhiêu đồng số anh chị ở đây là à, mình kinh doanh và mình giao phó cái việc bán hàng chăm sóc khách hàng cho nhân viên của mình nhiều đâu ạ à? cái việc sale marketing cái việc bán hàng cho nhân viên của mình đâu ạ à? anh chị hãy hình dung như thế này công việc kinh doanh của anh chị nó là đứa con tinh thần của mình được không ạ nếu như mà công việc kinh doanh của anh chị không kiếm được tiền Ok. Rồi. Công việc kinh doanh của chúng ta nó giống như mình là một cái đứa con tinh thần của mình anh chị. Nếu như bây giờ cái đứa con tinh thần của mình á, cái doanh nghiệp của anh chị á mà không bán được hàng á, không kiếm ra được lợi nhuận á, không kiếm được tiền á thì sao ạ? À? Thì cũng giống như cái đứa con của mình mà nó không được ăn phải đó anh chị. Bây giờ doanh nghiệp không có doanh số không có lợi nhuận và mình cứ mong muốn cái doanh nghiệp của mình nó phát triển đi lên cũng giống như cái việc là gì ạ không cho con mình ăn mà muốn con của mình lớn vậy đó bây giờ nếu như anh chị muốn cái doanh nghiệp của mình phát triển mở rộng quy mô thì anh chị phải tập trung vào cái yếu tố then chốt đó là gì đó là mình phải tập trung vào cái việc là bán hàng đúng không ạ nó không phải là cái yếu tố khác đâu anh chị bởi vì bản chất kinh doanh nó là buôn bán nó là bán hàng hết đó đúng không ạ à? và đa số rất là nhiều người ở ngoài kia họ kinh doanh họ không thành công là bởi vì sao bởi vì họ dành hầu hết thời gian tiền bạc của họ họ đổ vào cái việc là gì ạ à? tập trung vào sản phẩm tập trung vào gì ạ à? nhân sự đổ tiền vào tập trung vào máy móc trang thiết bị 80 phần trăm 70 đến 80 phần trăm nhưng mà họ chỉ dành có 20 phần trăm đến 30 phần trăm cái việc bán hàng à. đúng không ạ à? Bây giờ sản phẩm tốt dịch vụ tốt đội ngũ nhân viên tốt nhưng mà bây giờ không có một người khách hàng nào đến hết Không có một cái lượng khách hàng nào đến Sử dụng sản phẩm dịch vụ của anh chị Thì lợi nhuận ở đâu ra Và đối với một người doanh nhân Thành công một người doanh nhân chạm tay hóa vàng Thì sao ạ à? Họ luôn tối ưu hóa được Thứ nhất là gì Dòng tiền Dòng tiền vào thì phải lớn Tiền dòng tiền ra Chi phí thì phải thấp Nhưng mà gì ạ à? Lợi nhuận thì phải cao đó là tư duy của một người doanh nhân chạm tay hoa vàng. Còn đa số những anh chị mà đang kinh doanh mà chưa kiếm ra được lợi nhuận thì anh chị hãy hỏi chính bản thân của mình trước giờ mình đã đi học về kinh doanh chưa, mình đã đi học về bán hàng chưa, mình đã đi học về quảng bá và marketing chưa? Nếu như chưa, thì khẳng định một điều rằng anh chị đang gặp khó khăn trong việc quảng bá và bán hàng, quảng bá đúng không ạ? Anh chị đang khó khăn trong cái việc về tài chính đúng không ạ? Đúng không ạ? bởi vì bây giờ kinh doanh là buôn bán bây giờ không bán hàng thì lợi nhuận ở đâu ra và bây giờ thiện học thiện sẽ ở đây chúng ta không phân bua ai đúng ai sai nhưng mà cứ nhìn vào cái kết quả kinh doanh của mình đi nếu như tài chính của anh chị công việc kinh doanh của anh chị nó không phát triển nó đứng im hoặc là nó đang đi xuống thì có nghĩa là gì cách làm không đúng rồi cách làm của chúng ta chưa đúng chúng ta phải đi học cái cách làm mới thôi bởi vì theo thống kê của mỹ anh chị hơn 90% những triệu phú những CEO của nước Mỹ thì họ đều xuất phân thân từ cái việc là gì bán hàng và marketing được không ạ và anh chị thấy người Việt Nam chúng ta mà thì họ có một cái cái thứ là gì họ có một cái điều là gì họ đi một cái con đường nó khác được không ạ có nghĩa là chúng ta đa số chúng ta kinh doanh là chúng ta đi lên từ nghề đúng không ạ có nghĩa là bây giờ anh chị học một cái nghề nào đó ra ví dụ như anh chị học cái nghề cắt tóc anh chị học cái nghề làm đẹp anh chị học cái nghề sửa chữa xe ô tô đi thì sao ạ? đa số thì chúng ta đi lên từ nghề và chúng ta giỏi trong cái một cái nghề đó và chúng ta có một cái số vốn và chúng ta bắt đầu chúng ta mở ra chúng ta kinh doanh đúng không ạ đó là đi lên từ nghề nhưng mà chúng ta phải hỏi rằng là gì cái nghề đó nó có liên quan đến cái việc bán hàng hay không nó không chỉ là cái yếu tố thuộc về kỹ năng đâu không đâu anh chị nó không phải là cái kiến thức nghề không đâu anh chị mà nó còn nhiều yếu tố khác trong việc kinh doanh giúp cho công việc anh chị thành công lên và cái yếu tố then chốt nhất đó chính là cái việc quảng bá và bán hàng. Chứ bây giờ anh chị kỹ năng anh chị tốt, chuyên môn anh chị tốt, tay nghề anh chị giỏi. Nhưng mà bây giờ anh chị thấy không ạ? À, có rất nhiều người học tập cùng, rất là nhiều anh chị học tập cùng với thì Nghề rất giỏi. Học nghề rất giỏi luôn. Nhưng mà bây giờ không có khách hàng đến mới là cái nỗi đau lớn nhất của họ. Bởi vì mình hỏi rằng là gì? Trước giờ chị có đi học về kinh doanh chưa? Hay là mình kinh doanh theo cái bản năng hoặc là kinh nghiệm mình học từ trước đó thôi? thì đa số những anh chị đó đều trả lời liền là gì? À, học lên từ nghề hết em. Đúng không ạ? À? Và sao ạ? À? Những anh chị đó đang khó khăn chật vật về tài chính, công việc kinh doanh đang chậm phát triển và có dấu hiệu đang đi xuống rất lớn. Đúng không ạ? À? Đó. Cho nên là sao ạ? À? Nếu như công việc kinh doanh của anh chị mà nó không liên quan đến cái việc quảng bá và bán hàng thì anh chị đang gặp rắc rối lớn về vấn đề tài chính đúng không ạ chúng ta đang gặp rắc rối lớn về vấn đề tài chính cho nên là cái việc ở đây là gì trong 21 ngày này thì sẽ làm cho anh chị là gì? thay đổi là cái bộ tư duy gốc rễ của một người mới bắt đầu kinh doanh những anh chị đang khó khăn trong cái vấn đề kinh doanh của mình chúng ta phải thay đổi là thôi anh chị bởi vì muốn kết quả của mình thay đổi thì bản thân mình phải thay đổi trước thay đổi về tư duy nhận thức thay đổi về cái cách làm của mình bởi vì cách làm cũ tư duy cũ kiến thức cũ thì không bao giờ mang lại được kết quả mới hãy nhớ câu này phải khắc ghi vào trong chính cái suy nghĩ của mình được không? bởi vì sao ạ nếu như cách làm anh chị đúng thì bao lâu nay nó đã có kết quả rồi đúng không ạ còn nếu như mà làm hoài nhưng mà vẫn chưa dư về tài chính Tháng nào cũng đi mượn nợ hết Tháng nào cũng kinh doanh gì đâu Mà tháng nào cũng đi vay chỗ này Vay đầu kia đắp đầu nọ Thiếu tiền trả cho nhân viên Vay đầu này mượn đầu kia để trả tiền cho nhân viên Nhập hàng Lợi à. thứ nhất là gì? Khẳng định với anh chị là gì Có nhiều anh chị kinh doanh thu nhập một tháng 200 triệu lợi nhuận 300 triệu lợi nhuận nhưng mà kết quả cuối cùng là sao ạ? À? Tiền về trong túi thì sao? Tháng đó con số 0 hoặc là con số âm. Tại sao vậy? Tại sao vậy anh chị? Bán hàng cũng được lắm. Thì nó đến một yếu tố nữa đó chính là gì? Chưa biết cách quản lý tài chính của mình. Đúng không ạ? Có nhiều anh chị lý do rằng là ô tại vì sản chị phải trả tiền này, tiền kia, tiền nọ. Nhưng mà bởi vì anh chị hình dung là kinh doanh để chúng ta kiếm lợi nhuận chứ đâu phải là kinh doanh để chúng ta uh mang nợ đâu anh chị đúng không ạ đâu phải kinh doanh để chúng ta trở về con số không đâu đúng không anh chị bây giờ anh chị hình dung là anh chị à, đi kinh doanh mà anh chị tháng nào anh chị cũng à, trở về con số không kết quả cuối cùng không giữ được đồng nào trong túi hết kết quả là đi xuống số âm thế thì bây giờ theo anh chị nhìn lại bản thân của mình kết quả của mình đi so với một cái người mà họ đi làm thuê một tháng họ kiếm 5 triệu một tháng họ kiếm 10 triệu thấy ai ngon hơn mình thấy cái người mà họ đi làm thuê kiếm 10 triệu một tháng họ dư được 5 triệu 3 triệu cũng tốt hơn cái người đi làm kinh doanh kiếm một tháng 200 triệu nhưng mà cuối tháng trả tiền nợ trả tiền hàng trả tiền này tiền nọ kiếm 200 triệu nhưng mà cuối tháng vẫn trở về con số không hoặc là con số âm thì cái người làm thuê kia là họ giàu hơn đó đâu ạ? cái người làm thuê kia họ mỗi tháng họ tích góp được 5 triệu họ học xong cái chuỗi là stream 21 ngày này họ biết cách giao à họ có tư duy kiến thức sẵn rồi họ ra họ làm họ bắt họ tìm kiếm cơ hội biết đâu họ tư duy họ tăng họ nắm bắt cơ hội họ dùng cái số tiền vốn tích lũy họ của họ đó họ bắt đầu một cái công việc kinh doanh đó và họ có sẵn cái nền tảng kiến thức rồi họ kinh doanh họ thành công luôn ok đó thấy không họ có phải là những anh chị đó thành công hơn uh, anh chị hiện tại không cho nên là gì anh chị nếu như mà chúng ta kinh doanh đi lên từ nghề thì nói với anh chị là chúng ta phải giỏi việc bán hàng anh chị chúng ta phải giỏi cái việc bán hàng trước Chứ không phải chúng ta tập trung vào cái việc là gì ạ à, sản phẩm chúng ta tập trung vào cái việc là nhân sự chúng ta tập trung vào à, trang thiết bị máy móc đúng không ạ Cái đó nó chưa ra tiền cái đó nó mới là mất tiền đó đúng không ạ cho tiền hỏi anh chị là gì ạ à? Bây giờ mình công việc kinh doanh của mình á, theo anh chị á, là ở đây có ai đam mê sản phẩm của anh chị hơn anh chị không có ai hiểu sản phẩm của anh chị hơn anh chị không ai khao khát muốn cái doanh nghiệp của anh chị á, thành công hơn chính anh chị không? Bây giờ anh chị hình dung là mình có một cái sản phẩm rất tốt, dịch vụ rất tốt, mà bây giờ mình giao cho một cái người nhân viên đi làm sale, đi làm bán hàng cho mình. Đứng ở cái góc nhìn của một người chủ kinh doanh nha, một người chủ doanh nghiệp, á, thì công việc kinh doanh của anh chị á, muốn phát triển lên, muốn kiếm nhiều tiền hơn đi. Thì sao ạ? À? Anh chị phải bán ra hàng giỏi đúng không ạ? À? Nhưng mà bây giờ anh chị đưa công việc kinh doanh của mình cho một cái người nhân viên và đứng ở với cái tư duy và cái suy nghĩ của một người nhân viên thì sao? Họ muốn làm việc nhàn hạ hơn đúng không ạ? À? Cái người nhân viên họ chỉ muốn là gì? Làm việc ít nhưng mà vẫn có lương. Đó là tư duy của người làm công mà nếu bây giờ họ không làm công thì bây giờ họ đi làm chủ hết rồi đi làm công cho anh chị làm gì nữa cái người mà họ để cho anh chị thuê họ về làm cho anh chị thì người đó đang có tư duy làm công mà đúng không ạ còn cái người mà họ khát khao giống như thiện và những anh chị đang kinh doanh ở đây ấy, thì họ đi làm chủ hết rồi họ đi kinh doanh họ tự chủ kinh doanh họ hết rồi đúng không ạ còn tư duy của người làm thuê thì sao ạ làm càng nhàn nhẽ càng tốt cuối tháng lãnh lương đúng không ạ và đặc biệt là gì? Anh chị thuê những người nhân viên bán hàng, những người nhân viên sale thì cực kỳ quan trọng luôn. Có một ví dụ là gì ạ? À? Có một ví dụ là gì? À, có một cái cái người chủ, một người chủ này họ cũng bỏ vốn ra khoảng 1 tỷ. Họ thuê một cái mặt bằng và họ bán quần áo anh chị. Họ mở một cái shop quay họ bán quần áo. Và cái người chủ này là sao ạ? À? ồ ờ, mong muốn làm chủ mong muốn được uh, thể hiện mong muốn được là gì à tôi phải là một cái chủ của cái cái này tôi phải là chủ của cái 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 cái, 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 cái kia đúng không ạ và sao ạ sáng về thì sao ạ cứ xách xe đi cà phê còn cái việc sao ạ uh, bán hàng thì sẽ giao lại cho nhân viên uh, của mình và khi khách hàng đi vào thì sao ạ nhân viên thì sao làm mọi cách để làm sao khách hàng đi cho nhanh nhanh đi Nhân viên thì cứ ngồi chú tâm vào bấm điện thoại, khách hàng đi vào thì cứ tự lựa chọn đi, Được không ạ? Vào thì mặt lớn mặt nhỏ, trẻ con quan tâm khách hàng, muốn chọn gì chọn, đúng không ạ? Không chịu tận tâm, không chịu hỗ trợ, vậy sao ạ? Là không được chiều ý khách hàng thì khách hàng bỏ đi, khiến cho khách hàng người ta không thích. Và bao nhiêu trong số anh chị ở đây là là mình đi mua hàng hoặc là mình vào một cái cửa hàng nào đó, mình đi mua hàng mà trẻ thấy ai cái cái, cái, cái cửa hàng đó là có nhân viên đó. nhưng mà thấy trẻ có nhân viên là phục vụ mình bao nhiêu đồng số anh chị đã từng có những cái trải nghiệm đó rồi ạ à? ở đi mua hàng gì trẻ thấy ai tư vấn mình hết mặc dù nhân viên đứng đó bấm thoại chơi không á anh chị cảm thấy thích thích vào cái cửa hàng đó lần tiếp theo không ạ à? thiện nói với anh chị là vào lần thứ nhất thôi chứ lần thứ hai không có đâu đúng không ạ à? và đó là tư duy của một người nhân viên đó. tư duy của người làm thuê đó càng vắng khách càng tốt miễn sao cuối tháng nhận lương là được rồi cho nên là sao ạ à? nếu như anh chị đang có cái công việc kinh doanh của mình thì anh chị phải là cái người đó, bán hàng tốt nhất không thể giao cho nhân viên của mình được bởi vì đó là cái nguồn tiền của mình đó là máu huyết của mình đúng không ạ à? đó là cái đứa con tinh thần của mình bây giờ cái đứa con tinh thần mà không cho anh thì sao ạ à? không cho anh thì nó nó ốm đúng không nó nói đúng không ạ à? và nếu như anh chị đang khó khăn trong cái việc bán hàng khó khăn trong cái việc tài chính chưa phát triển thì chúng ta xem lại cái phần cốt lõi này đó chính là cái việc là gì? bán hàng đó anh chị đừng có giao cái việc buôn bán cho nhân viên của mình nữa. mà mình phải làm cái việc đó và bao nhiêu trong số anh chị thấy là có nhiều anh chị chủ kinh doanh đó, bây giờ họ đang bắt đầu xây thương hiệu của họ rồi đúng không ạ họ xây thương hiệu cho cả cái doanh nghiệp của họ luôn đúng không ạ họ bán cái gì à họ bán cái thương hiệu của họ họ bán cái sản phẩm dịch vụ của họ họ tự là cái người bán chứ không đến nhân viên đâu có thể là nhân viên tới tư vấn chăm sóc còn cái việc bán là họ bán luôn đó họ bán luôn đó chứ không phải họ không bán đâu anh chị nha còn cái việc nhân viên thì sao ạ à? đào tạo cho nhân viên cái việc chăm sóc khách hàng rồi thôi ừ. và hãy nhớ rằng là gì cái việc quảng bá và sale marketing thì anh chị phải là người giỏi nhất cái việc gì có thể là giao cho nhân viên làm nhưng mà cái việc bán hàng thì thì, thì không được Đúng không ạ? Cái việc bán hàng thì không được Đó là yếu tố cực kỳ quan trọng anh chị Trong cái công việc kinh doanh của mình, thứ nhất đó là mình phải giỏi về cái việc bán hàng Đúng không ạ? Một cái yếu tố này thôi á, anh chị tập trung giỏi trong cái yếu tố này thôi Thì kết quả kinh doanh của anh chị Thiện khẳng định trong 30 ngày đi lên rất nhanh và đặc biệt những anh chị nào đang học tập rèn luyện cùng với Thiện học về bán hàng, bá, quảng bá và marketing Thì sao ạ? À? Kết quả kinh doanh vượt bậc nếu như hành động và làm theo nha. Còn có nhiều anh chị nói nhưng mà không làm theo thì bây giờ sao có kết quả đây? Đúng không ạ? À? Tập trung vào một cái yếu tố then chốt đó là bán hàng. Bây giờ đừng có làm những cái râu ria bên ngoài nữa anh chị. Làm mấy cái râu ria bên ngoài thì bây giờ nó cũng đâu có kết quả liền đâu. Nó đâu có kết quả lớn đâu anh chị Thời gian Để anh chị tạo ra kết quả Trong công việc kinh doanh của mình Trong một ngày Thì hãy dành ít nhất là 50% đến 70% Thời gian công sức tiền bạc của mình Cho cái việc quảng bá và bán hàng Anh chị thử đi Sau 15 ngày là có kết quả đừng có dành quá nhiều thời gian cho cái việc quản lý nhân viên, đào tạo nhân viên, rồi uh, tuyển cộng tác viên, tuyển uh, đối tác uh, quản lý. Cái việc của anh chị là chú tâm vào, tập trung vào cái việc quảng bá và bán hàng. Bởi vì đa số những người kinh doanh ngoài kia họ không không có tập trung vào cái này nhiều đâu anh chị, được không ạ? Họ không tập trung vào cái này nhiều. Cho nên là bây giờ anh chị muốn thành công không? Vậy đây không đúng không sai? Quan trọng là chúng ta có kết quả, được không ạ? À? Thì đó là cái yếu tố thứ nhất. Và cái yếu tố thứ hai để cho cái công việc kinh doanh của anh chị nó phát triển đi lên, được không ạ? À? Để cho nó phát triển đi lên. Hoặc là những anh chị nào mà mới bắt đầu kinh doanh đó, hoặc là chưa mong muốn kinh doanh mà mong muốn là Tìm kiếm một cái con đường nào đó cho nó đúng Hoặc là tìm kiếm một cái cơ hội nào đó cho nó đúng Thì cái yếu tố này nó quan trọng này Đó chính là gì ạ Chọn đối tác Nếu như mà trong kinh doanh Anh chị chọn sai đối tác Thì anh chị sẽ nhận lại kết quả đau thương Nhưng Nếu như trong kinh doanh Mà anh chị hợp tác với cái người sai Thì bạn cũng không thể nào thành công được Doanh nghiệp của anh chị Không bao giờ phát triển lớn mạnh được Và tỷ phú là Donald Trump có nói một câu rằng là gì yếu tố quan trọng đầu tiên trong kinh doanh để giúp cho bạn thành công lớn đó chính là chọn đúng đối tác. Nếu như bạn hợp tác với một cái người đối tác đúng thì bạn không cần bất kỳ một cái hợp đồng nào cả. Còn nếu như bạn hợp tác với một cái người không tốt á, thì không có bất kỳ một cái hợp đồng nào có thể cứu được bạn. Anh chị hình dung được không ạ? Vậy thì người đối tác tốt ở đâu? Người đối tác mạnh ở đâu? Người đối tác tài giỏi ở đâu? người có tư duy kiến thức tầm nhìn ở đâu người có tâm sáng tâm tốt ở đâu anh chỉ biết họ ở đâu không ở chính mình nữa đó bởi vì mình sẽ hút được những người giống mình thôi may tầng nào thì sẽ gặp may tầng đó bạn ở tư duy bạn tới đâu thì bạn sẽ hút được cái người như vậy bạn muốn hút được đối tác mạnh bạn phải là người đối tác mạnh được không ạ à? Bạn muốn hút người giỏi thì bạn phải là người giỏi bạn muốn hút người tài thì bạn phải là người tài đúng không anh chị Bạn muốn hút cái người bán hàng giỏi thì bạn phải là người bán hàng giỏi bạn muốn hút cái người tâm tá, sáng tâm tốt bạn phải là cái người đó trước chứ đúng không ạ à? chúng ta chỉ thu hút và hợp tác làm ăn với những người giống mình thôi đúng không anh chị chúng ta đâu thể nào mà hợp tác làm ăn với những người không giống mình đúng không ạ à? và muốn hút những người đúng thì mình phải là người đúng trước đó và trong cái việc chúng ta gieo hạt cũng vậy chúng ta phải chọn ai là người bạn đồng hành với mình một số anh chị nói rằng là gì tôi phải chọn sản phẩm trước nhiều anh chị hỏi thì là gì em ơi kinh doanh cái gì vậy sản phẩm gì sản phẩm này có hay không có phù hợp với chị không em chia sẻ đi à, chị làm với nhưng mà yếu tố nó không phải đâu anh chị yếu tố nó không phải là cái yếu tố quan trọng để giúp cho anh chị thành công trong kinh doanh đâu mà cái yếu tố quan trọng để giúp cho anh chị thành công trong công việc kinh doanh thành công về tài chính đó chính là mình chọn đối tác được không ạ à? chọn đối tác trước dù anh chị đang làm chủ doanh nghiệp một người đang khởi nghiệp đi nữa thì hãy lưu ý rằng một câu nói rất là hay đó chính là gì người giỏi thì làm gì cũng giỏi bây giờ một cái chiến lược có hay như thế nào một cái sản phẩm có số một thế giới như thế nào có tuyệt vời như thế nào nhưng mà bây giờ giao vào cái tay của một người họ không có năng lực thì cũng thất bại nhưng mà bây giờ một cái chiến lược nó còn nhiều thiếu sót chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy rằng là nó thiếu sót đi nhưng mà chúng ta giao vào tay của một người tài giỏi một người có năng lực thì họ cũng sẽ hoàn thành hoàn thiện được cái việc đó một cách hoàn hảo và tuyệt vời anh chị có đồng ý đúng không ạ bây giờ anh chị giao trong công ty của anh chị đi trong công việc của anh chị trong công ty của anh chị đi anh chị giao cái công việc quan trọng cho một cái người mà không có tư duy kiến thức không có đủ năng lực để đàm phán một cái hợp đồng lớn thì bây giờ đưa cái hợp đồng lớn béo bở như thế nào mà đưa cho cái người không có năng lực thì cũng như không đúng không ạ cho nên là không phải là mình kinh doanh cái gì mình không phải là mình kinh doanh sản phẩm gì mà quan trọng là ai làm cho nên là những anh chị tới hỏi thiện kinh doanh cái gì làm cái gì thiện đâu bao giờ chia sẻ đâu. À, bạn muốn hợp tác với tôi đúng không? Bạn muốn hợp tác làm việc với thiện và những anh chị à, học tập cùng với thiện đúng không? Vậy thì bạn phải thấy bạn là ai, bạn có cái gì để hợp tác với thiện này? À, anh chị có cái gì? Từ gì tới đâu? Kiến thức như thế nào? Bạn là người như thế nào? Có năm phẩm chất của một người doanh nhân chạm tay hoa vàng chưa có năm cái phẩm chất của một người doanh nhân thành công chưa có được cái chạm tay mi chưa được không ạ à? khi nào mà có được đủ năm cái ngón tay bàn tay của một doanh nhân chạm tay hoa vàng thì lúc đó bởi vì sao à kinh doanh thì chắc chắn nó sẽ trải qua những cái thử thách khó khăn và vấn đề nhưng mà bây giờ nếu như anh chị không có đủ những cái yếu tố cốt lõi của một người thành công không đủ cái, cái năng lực, không đủ cái sự chịu áp lực để vượt qua những cái khó khăn thử thách đó, thì chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Thì bây giờ hợp tác với những người mà hay bỏ cuộc thì sao bạn? Thì mình cũng đâu thành công được đâu. Và cái yếu tố đầu tiên mà để mà muốn hợp tác với một người thành công, đó, thì cái yếu tố đầu tiên của cái ngón cái tay của một người dân nhân chạm tay hoa đó là gì ạ? À? Sức mạnh tính cách. Bạn phải có một cái sức mạnh tính cách cực kỳ lớn, đúng không ạ? Bạn phải vượt qua những cái đôi lúc nó sẽ chưa thuận lợi, bạn phải vượt qua vượt qua điều đó đây năm ngón tay của một người doanh nhân chạm tay hóa vàng này thứ nhất là gì sức mạnh tính cách này thứ hai là gì sự tập trung này thứ ba là gì sức mạnh thương hiệu này thứ tư là gì thứ tư là gì mối quan hệ này ngón thứ năm là gì à những cái việc nhỏ nhặt nhưng mà nó quan trọng à, và tại sao đủ năm cái yếu tố này hợp tác nó mới hoàn thiện cho bây giờ vô em ơi chị ơi làm cái này đi ôi khó lắm chị làm được đâu bây giờ giờ hỏi nha chị ơi chị muốn thành công không có chị muốn trở nên tự do tài chính không có chị muốn giúp đỡ nhiều người không có chị muốn kiếm được nhiều tiền không có đâu chị muốn đi du lịch vòng quanh thế giới không có nhưng mà sao quay video đi chị không chị cũng làm sợ lắm gieo hạt đi chị lười lắm không có thời gian em dậy sớm học tập phát triển bản thân đi thôi dậy sớm mất sức lắm em Ồ, thế thì chọn cái đối tác đó có làm ăn gì được không anh chị? Thế chia sẻ cơ hội chị cho nó tốn thời gian. Cho nên là gì? Đầu tiên là chúng ta phải chọn đối tác trước. Hợp tác với những người dám nghĩ, dám làm. Thì lúc đó chúng ta phải tạo ra kết quả được. Còn bây giờ hợp tác với những người là gì? Họ nói đây là gì? Tôi không làm được đâu. Tôi sợ lắm. Được không ạ? À? thôi bạn làm đi chứ tôi không làm đâu hợp tác với cái người đó là sao hả ô mình làm nhưng mà không làm kết quả thì lúc lợi, nhuận thì lúc nào cũng cũng đòi hết á cũng đòi tôi là cái phần nhiều nhất hết á nhưng mà làm thì không chịu làm đó không mà quyền lợi thì lúc nào cũng phải ưu tiên cũng phải là về phần của tôi nhưng mà làm thì không chịu làm mà hãy nhớ là gì không dơ không gạt đó không gieo thì không dơ không gạt Rồi, cái quy luật thứ hai trong cái quy luật nhân quả là gì ạ? Đã gieo thì chắc chắn gặt. Đúng không ạ? Không có bán hàng thì không có doanh số. Không có quảng bá thì không có đơn hàng. Không có marketing thì không có khách hàng. Thế thôi. Đúng không ạ? Và anh chị hiểu lý do tại sao mà công việc kinh doanh của anh chị chưa kiếm được tiền chưa? Anh chị hiểu lý do tại sao mà mình làm bực mặt luôn. Một ngày 10 tiếng, 12 tiếng, 16 tiếng Kể cả thứ bảy Kể cả chủ nhật luôn Nhưng mà mình vẫn chưa kiếm được tiền chưa Đó là bởi vì chúng ta đang dành quá nhiều thời gian Cho cái việc nó không mang lại doanh số cho mình Cứ tập trung cái gì ở đâu bên ngoài á. đó mà cứ tập trung cái bên ngoài thôi Sáng dậy Đi chợ mua đồ ăn nấu ăn Dọn dẹp nhà cửa rồi xong Con cái đi học xong Nhìn lại thấy 10 giờ trưa 10 giờ trưa xong nấu ăn xong ăn cơm rồi hết buổi sáng rồi chiều sao ạ? À? Ồ chiều mới gọi điện cho một hai ba khách hàng rồi xong đọc một vài trang sách Nhìn lại rồi 5 giờ chiều nấu ăn rồi xong hết ngày Đúng không ạ Cái việc mà nó tạo ra tiền Thì chúng ta dành quá ít thời gian Còn việc mà không tạo ra tiền Thì chúng ta đẩy hết cái thời gian vô cái việc đó Đúng không ạ Và chúng ta gieo hạt Như thế nào thì chúng ta sẽ gạt cái hạt như vậy Gieo thì chắc chắn gạt Gieo hành động nhỏ Gạt kết quả nhỏ Đúng không ạ gieo hành động thì sẽ gặp kết quả hôm nay anh chị gieo hành động là gì anh chị gieo hành động là ngày hôm nay tôi gọi điện gặp 100 khách hàng thì anh chị sẽ có cái tiềm năng rất là lớn chúng ta gọi một ngày 10 khách hàng thì chắc chắn nó không bằng cái người mà gọi một ngày 100 khách hàng rồi đúng không ạ và lúc trước thì làm bất động sản anh chị những cái người mà ở trong công ty anh chị trong công ty của mình mỗi ngày họ cầm tờ rơi đi phát họ phát được đâu trăm hai trăm tờ họ đi uống cà phê còn bản thân của mình sao ạ làm nhiều hơn mỗi ngày phát một ngàn tờ một ngàn rưỡi tờ có ngày hai ngàn tờ luôn và kết quả mình lớn hơn họ à, và có thể là ngày hôm nay anh chị chia sẻ cái sản phẩm của mình dịch vụ của mình cho những cái người khách hàng người ta không đón nhận đi người ta chưa mua hàng của mình đi thì không sao hết cứ gieo đi anh chị có gieo thì chắc chắn gặp Bởi vì đây là quy luật của vũ trụ, đây là quy luật của nhân quả, nó không chạy được đâu. Được không Có thể là cái người đó không mua hàng của anh chị. Không mua sản phẩm của anh chị. Nhưng mà họ giới thiệu bạn bè anh chị em mua sản phẩm của anh chị. Có thể người đó không mua hàng của anh chị, nhưng mà sẽ có một cái người nào đó vô tình họ gặp anh chị ở đâu đó, họ tự động họ tới mua hàng. Cho nên là sao ạ? Hãy gieo hạt bất chấp sự không thoải mái. Hãy gọi điện chăm sóc khách hàng, hãy tìm kiếm những người khách hàng mới đi anh chị. Bởi vì sao ạ? À? Cái việc bán hàng là chúng ta gặp khách hàng mới mà đúng không ạ? À? Mà khách hàng mới thì sao ạ? À? Đa số anh chị sợ. Nhưng mà hãy nhớ rằng là gì? Trước lạ sao quen. Bởi vì ai đâu mới gặp là quen liền đúng không ạ? À? Trước lạ sao quen mà. Thì chúng ta cứ gieo đi, gieo bất chấp sự không thoải mái đi. Có thể là hiện tại họ không gọi là gì ạ? À không mua hàng của mình nhưng mà trong tương lai thì họ cũng sẽ mua hàng thôi <laughs> đúng không ạ luật nhân quả mà anh chị không 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 bao giờ sợ cái việc mà không có khách hàng sợ cái việc là chúng ta không làm thôi không làm thì mới không có kết quả thôi chứ chúng ta không có sợ việc mà chúng ta không không bán được hàng đúng không ạ và cái yếu tố thứ hai nữa là gì yếu tố thứ ba nữa là gì ạ chúng ta cần phải xây dựng một kế hoạch chiến lược cụ thể rõ ràng, xây dựng cái kế hoạch chiến lược một cách thận trọng, cái phần này là cái phần quan trọng nhất của luật nhân quả này, chúng ta phải lập kế hoạch mục tiêu cụ thể rõ ràng, chiến lược rõ ràng, tỷ lệ thành công rõ ràng, Được nếu chúng ta kinh doanh mà chúng ta không có một kế hoạch cụ thể rõ ràng, mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy chúng ta không biết làm cái gì để tạo ra doanh số, chúng ta không biết làm cái gì để tạo ra lợi nhuận thì sao à? thì chúng ta chuẩn bị cho sự thất bại đi. nếu bạn không có kế hoạch làm việc trong ngày thì bạn đang chuẩn bị cho sự thất bại. nếu mình không chuẩn bị cho kế hoạch cuộc đời của mình thì sao à? thì bạn sẽ rơi vào kế hoạch của người khác. bao nhiêu trong số anh chị ở đây là gì? ô trong ngày của mình quá nhiều thời gian rảnh rỗi mình không biết làm gì hết. cái tự nhiên có người này gọi điện uh, mời đi ăn đám dỗ mời đi ăn đám cưới hoặc là gọi điện nhờ cái công việc này nhờ công việc kia và vô tình đã chiếm hết thời gian trong ngày của mình à? bởi vì bạn không có một kế hoạch cụ thể rõ ràng cho nên là sao à? tiềm thức và luật hấp dẫn nó sẽ thu hút bạn đến để đi thực hiện ước mơ cho người khác thực hiện công việc cho người khác thôi được không ạ cho nên là bây giờ anh chị cần phải có một cái bản đồ kinh doanh cho mình kế hoạch chiến lược cụ thể rõ ràng ra và bao nhiêu trong số anh chị ở đây là mình muốn có được một cái bản kế hoạch kinh doanh cụ thể rõ ràng và ra được kết quả thì comment số 1 anh chỉ có muốn biết cái kế hoạch kinh doanh rõ ràng cụ thể đó không ạ? À? Anh chỉ có muốn nắm bắt được cái công thức để giúp cho anh chị thành công đạt được lợi nhuận ngay trong tháng 12 này luôn không ạ? À? Và cái bản kế hoạch đó sẽ được chia sẻ kỹ hơn trong nhóm rèn luyện. Đó, trong nhóm rèn luyện của câu lạc bộ. Đó, bởi vì sao ạ? À? Khi mà chúng ta đi chiến lược đúng thì chúng ta sẽ đạt được cái thành công nhanh hơn. Còn nếu mà chúng ta đi cái chiến lược sai á thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức luôn. Và bao nhiêu trong số anh chị đã thấy rằng là rất là nhiều người ở ngoài kia họ kinh doanh họ bỏ rất nhiều tiền vài chục triệu, vài trăm triệu ra, vài tỷ luôn, họ đi mở cửa hàng họ kinh doanh và họ sai chiến lược thôi. Và họ đã thất bại đâu ạ. À? Anh chị thấy rất nhiều người ngoài kia không ạ? À? thiện thấy rất là thương cho những anh chị đó luôn bỏ rất nhiều tiền ra bởi vì sao họ đi kinh doanh thì đa số thì sao ạ cũng mượn tiền bạn bè anh chị em hoặc là vay vốn họ đi kinh doanh còn có tiền sản thì rất là tuyệt vời nhưng mà chúng ta hiểu một điều rằng là gì nếu chúng ta không có một kế hoạch chiến lược cụ thể rõ ràng chúng ta không có một cái phương hướng đúng chiến lược đúng thì chúng ta mất rất nhiều thời gian chúng ta làm trong vô vọng chúng ta làm một cách điên cuồng làm hoài làm hoài nhưng mà nó vẫn chưa dương về tài chính vẫn chưa dư giả về tài chính thì nó rất là đau xót bởi vì tất cả chúng ta đi kinh doanh đều muốn trở nên thành công tự do tài chính không ai muốn đi kinh doanh mà phá sản vợ nợ cả nhưng mà bởi vì chúng ta không có một chiến lược cụ thể rõ ràng của một người thành công của một doanh nhân thành công bởi vì chiến lược đúng thì nó đến từ ai nó đến từ những người mà họ đã kinh doanh thành công rồi đến từ những người họ có tư duy chiến lược thành công rồi và khi đó họ áp dụng công thức đó vào bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào họ cũng thành công hết bởi vì thành công thì luôn luôn để lại công thức anh chị và công thức này là công thức của những người thành công đi trước nha chứ thiện không phải là nhà chế tạo nội dung nhà chế tạo công thức công thức đó thì là công thức chúng ta được học trực tiếp từ những người doanh nhân thành công học trực tiếp từ người thầy của thiện chia sẻ luôn và bản thân của thiện cũng là người đang học tập và phát triển cũng là cái người mà đang cũng học tập thôi và mình học được gì hay thì mình chia sẻ cho mọi người ai học được gì học ai đón nhận được gì đón nhận hay cảm thấy hay ok chúng ta cùng nhau học tập chia sẻ kiến thức cùng với nhau còn không hay thì không sao cả chúng ta cũng không cần phải là, là 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 nói những cái cái lời không tích cực làm gì đúng không ạ hay thì chúng ta cùng nhau chia sẻ thêm còn hay thì tiện vẫn chia sẻ thêm và anh chị cứ thấy là gì ạ à? không biết có hay hay không nhưng mà cứ thấy là 6 tháng là đi du lịch ba uh, bốn nước cứ 6 tháng là đi du lịch ba bốn quốc gia thì cái lúc đó là biết hay hay không anh chị hình vô mà ờ, Thiện nói là gì Ở đây không phân biệt là kiến thức Ai đúng, ai sai, ai hay, ai giỏi Ai nói hay, nói dở Nhưng mà quan trọng là giúp cho anh chị có được cái kết quả Bây giờ cho thường hỏi anh chị nè Bây giờ anh chị đi kinh doanh Anh chị muốn có kết quả hay là anh chị muốn Nổi tiếng Anh chị muốn đi kinh doanh Anh chị muốn có tiền lợi nhuận Hay là anh chị muốn Được cái Cái, 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 cái gọi là gì Cái danh hiệu thôi Ở Kinh doanh chúng ta cần tiền Đúng không danh hiệu nó không quan trọng bằng bằng tiền đâu anh chị đúng không ạ à? bây giờ kinh doanh tôi muốn tôi muốn giàu hơn là tôi muốn danh chứ bây giờ danh là chủ tịch này đúng không ạ à? danh là giám đốc kia <laughs> phó giám đốc phó trưởng phòng rồi đúng không ạ à? nhưng mà lợi nhuận hàng tháng không có doanh nghiệp đang trên cái 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 đà sao ạ à? không duy trì nổi thì cái chức giám đốc cái chức ceo đó nó có còn tuyệt vời nữa không ạ? À? Nhưng mà bây giờ mình không cần, không cần là gì, mình không cần chức này chức kia chức nọ, mình không cần phải là gì ạ? À? Ờ, không cần anh chị phải lên cái giám đốc này, CEO này, CEO kia đâu. Quan trọng là anh chị nhiều tiền là được rồi. Quan trọng là anh chị đi du lịch vòng quanh thế giới là được rồi. Thực hiện được những ước mơ hồi bảo của mình được rồi. Mua nhà, mua xe, đạt được những ước mơ của mình là được rồi. Anh chị thích cái nào? Thiện thì thường thích kết quả hơn là cái danh vọng. ai thích danh vọng ai thích làm ông chủ này bà chủ nọ thì cứ làm <laughs> còn chúng ta thì sao ạ à? chúng ta không cần ông chủ này bà chủ kia đâu chúng ta chỉ cần nhiều tiền là được rồi đúng không ạ à? đó là tư duy người thành công đó anh chị à, <laughs> thì cũng được học đó thì cũng được rèn luyện đó trước kia mình không biết đâu mình cứ nghĩ rằng là gì ồ tôi thích làm ông chủ lắm tôi thích mở cái này ra để tôi làm ông chủ tôi thích làm bà chủ nhưng mà trước kia thì cũng kinh kinh doanh đó nhưng mà ông chủ đâu ông thấy bà chủ đâu ông thấy kinh doanh mấy tháng trời Ừ. tiền bố mẹ cho nộp học đi kinh doanh hết luôn <laughs> ờ, tiền bố mẹ cho nộp học đi kinh doanh hết luôn phá sản luôn mà rồi mượn tiền bà, bạn bè nữa Ồ, quá trời quá đất luôn <laughs> cho nên là mình sợ cái cảnh ông chủ ông chủ mà thâm nợ rồi <laughs> được không ạ à? bây giờ mình không cần ông chủ gì đâu đó rồi thì quy luật thứ 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 thứ, thứ hai đó là gì gieo thì chúng ta sẽ chắc chắn gạt còn quy luật thứ ba anh chị đó chính là gì gieo gì thì sẽ gặt nấy gieo điều tích cực thì chắc chắn chúng ta sẽ gặt lại điều tích cực gieo điều không tích cực thì chúng ta sẽ gặt lại điều không tích cực Đúng không ạ và nếu chúng ta gieo những hành động không tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ gặt lại cái kết quả không tốt rồi bây giờ bởi vì kết quả là gì có gieo thì có gặt tất cả mọi cái kết quả mà chúng ta nhận được trong thời điểm hiện tại về tài chính về sức khỏe về mối quan hệ thì anh chị hãy ngồi nghiệm lại đi có phải là do chính những cái hành động những lời nói, những suy nghĩ mà chúng ta đã gieo trước đó không? Gieo cái gì là cái đó mà? Nếu như mối quan hệ anh chị hiện tại đang không hòa hợp, có phải là trước kia hai ba ngày vừa qua anh chị đã nói những cái điều không tốt đẹp, không tích cực với cái mối quan hệ đó đúng không? Hay là cái mối quan hệ hiện tại của anh chị không hòa hợp với gia đình bố mẹ, anh chị em? Có phải là những cái năm tháng trước kia anh chị đã gieo những cái lời nói không được hoa mỹ, những cái lời nói độc điệu, độc đoán và bây giờ kết quả mối quan hệ của mình không hòa hợp đúng không? Hoặc là bây giờ về sức khỏe của anh chị luôn đi Bây giờ sức khỏe không tốt Là đây do đâu Do mình gieo trước kia Bia rượu thì uống vào Thuốc lá thì cứ hút vào Bây giờ kết quả ra sức khỏe không tốt là đúng rồi Và về công việc kinh doanh của chúng ta cũng vậy Bây giờ tại sao nó không ra tiền Tại sao nó không ra kết quả Bởi vì chúng ta gieo những cái hành động không tốt Chúng ta gieo cái gì Chúng ta gieo là gì ạ Không chịu bán hàng mà cứ ngày nào cũng gieo là gì ạ bạn bè gọi điện ngồi nói, đi 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 bán hàng không, không không chịu đi bán hàng. Sáng thì thức dậy làm bóng tay bóng chân. Trưa thì bạn bè rủ đi cà phê, chiều thì bạn bè rủ đi đi nhậu. Còn về kinh doanh thì chả quan tâm để cho nhân viên làm. Thì bây giờ chúng ta gieo những cái hành động đó thì chúng ta gặp cái kết quả là kinh doanh chưa thành công. Chúng ta không chịu quảng bá thì ai biết đến mình. Đúng không ạ? À? Gieo gì thì gặt nấy. Gieo điều tích cực thì chúng ta gieo điều tích cực mà đúng không ạ cái người mà mỗi ngày họ làm hai cái video marketing họ làm trong vòng suốt 3 tháng 6 tháng thì đương nhiên là sao ạ họ trao giá trị và đương nhiên là cái nguồn khách hàng của họ nhiều hơn cái việc mà gì ạ à? cái việc mà cái người mà không không làm video nào suốt ngày cứ ngồi bấm điện thoại lướt tiktok chơi ờ, gieo gì thì gạt nấy anh chị gieo gì thì gạt nấy gieo điều tốt thì gạt lại quả ngọt được không ạ? Cho nên là gì ạ? À? Trong cuộc sống của chúng ta anh chị Chúng ta cũng phải hiểu quy luật uh, nhân quả Chúng ta muốn người khác đối xử tốt với mình Thì mình phải đối xử tốt với người khác trước Chúng ta muốn chồng mình yêu thương mình Thì mình phải yêu thương chồng mình trước chứ Lúc nào cũng bắt là gì Chồng phải yêu thương tôi thì tôi mới yêu thương Không có đâu anh chị Hãy là cái người đến cho Thay vì cái người đến đòi hỏi Yêu thương là để cho Chứ không phải yêu thương là mình đến mình đòi hỏi Anh chị hình dung được không ạ? anh chị nào yêu thương theo cái kiểu đến để đòi hỏi điều này điều kia là nó không có hạnh phúc đâu được không ạ, mà nó làm cái tình cảm nó càng xa cách dần. mà đến chúng ta hãy cho đi chúng ta hãy gieo những điều tốt đẹp đến với những cái mối quan hệ mà chúng ta muốn cải thiện, những cái mối quan hệ mà chúng ta nuôi dưỡng không? bao nhiêu trong số anh chị ở đây là gì khi mà anh chị uh, uh, được, ví dụ như các chị em phụ nữ đi Ví dụ như ngày 8 tháng 3 hoặc là cái ngày uh, ngày ngày uh, những cái ngày lễ mình được người yêu mình mình được chồng mình tặng cho mình một bó hoa, tặng cho mình tiền, tặng cho mình một cái món quà. Có phải là lúc đó là mình cảm thấy rất vui và mình sẵn sàng làm hết những cái điều mà họ mong muốn đúng không ạ? À? Mình sẽ sẵn sàng làm những cái điều vô điều kiện cho họ đúng không ạ? À? Mình không nhận lại cái mình không cần đòi hỏi gì cả, đúng không anh chị? Bởi vì sao ạ? À? Họ đã cho đi trước. Và anh chị cũng muốn là gì? À thì khi mà họ cho cái tự nhiên mình cảm thấy vui mình cũng muốn cho lại, à. đúng không ạ à? Vậy thì bây giờ anh chị muốn cho nhiều hơn không? anh chị muốn được chồng mình yêu thương nhiều hơn không? thì bây giờ phải yêu thương chồng mình nhiều hơn đi, à, Được không ạ? À? hãy nói lời yêu thương đi. trước giờ à, chưa được biết nói lời yêu thương thì sao ạ? bây giờ tập nói lời yêu thương. và bây giờ chưa biết những cái ngôn ngữ yêu thương thì chúng ta có thể là gì? À? những anh chị có thể học tập rèn luyện cùng với thiện trong môi trường câu lạc bộ sẽ chia sẻ cho anh chị bí quyết để hòa hợp mối quan hệ gieo những cái điều tốt đẹp trong mối quan hệ của mình được không ạ à? rồi Đó. và trước khi có hành động thì nó tất cả nó đến đều đến từ cái suy nghĩ kìa anh chị bởi vì tại sao á cái suy nghĩ nó lại cực kỳ quan trọng như vậy bởi vì suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc cảm xúc dẫn đến hành động và hành động thì tạo ra kết quả và kết quả kinh doanh của anh chị ở thời điểm hiện tại tiền bạc chưa như mong muốn thành công chưa như mong muốn thì đã đến từ suy nghĩ của chúng ta. Bởi vì suy nghĩ của một người chưa thành công nó sẽ dẫn đến cho mình những cái hành động khiến cho mình không thành công và kết quả là không thành công luôn. Còn nếu như bạn suy nghĩ như một người triệu phú, suy nghĩ như một người giàu có thì bạn sẽ có một cái hành động như một người giàu và kết quả là bạn sẽ trở nên giàu có. Và kinh doanh thành công cũng vậy. Đúng không ạ? Bây giờ anh chị nói rằng là gì? mình muốn trở nên thành công và giàu có mình muốn kinh doanh thành công thì mình phải đầu tiên mình phải biết những người thành công họ suy nghĩ gì đã chứ đúng không ạ họ nghĩ cái gì mà họ lại đưa ra những cái hành động họ đưa ra những cái quyết định và họ dẫn đến cho họ những cái hành động mạnh mẽ mà để cho họ đạt được cái kết quả thành công như vậy mình phải biết những người thành công họ có suy nghĩ gì chứ người thành công và người không thành công đó, nó khác nhau đó. theo anh chị nè Warren Buffett theo anh chị là ông có mấy cái tay à? Cũng hai cái tay thôi đúng không ạ? À? Warren Buffett ông có hai cái đầu không? À? Warren Buffett ông có mặc quần áo như chúng ta không? Có đúng không ạ? À? Tỷ phú là Elon có khác gì chúng ta không? Ông có 24 giờ một ngày hay là ông có 25 giờ một ngày ạ? À? Cũng 24 giờ một ngày giống chúng ta. Cũng mặc đồ giống chúng ta. Được không ạ? À? Quần áo giống chúng ta cũng ăn cơm uống nước cũng ngủ Cách tỷ phú Elon Musk nó không ngủ không cũng phải ngủ chứ cũng phải ăn chứ cũng phải uống chứ vậy thì cái điều gì khác biệt giữa một người thành công giàu có một người triệu phú một người tỷ phú và chúng ta sự khác biệt đó ở đâu khác biệt đó nó đến từ suy nghĩ đâu à? chính những cái suy nghĩ mới dẫn đến những hành động và chính những cái hành động mạnh mẽ cho nên mới giúp cho họ có kết quả lớn như vậy. Và thì bây giờ anh chị có đồng ý rằng nếu như mà chúng ta có được cái bộ suy nghĩ của những người thành công, có được suy nghĩ giống như một người giàu có, thì có phải chúng ta cũng sẽ hành động một cách mạnh mẽ và chúng ta đạt được cái kết quả mạnh mẽ đúng không ạ? Bởi vì sao? Hành động nhỏ tạo ra kết quả nhỏ. Hành động lớn tạo ra kết quả lớn. Nghĩ giàu thì mới làm giàu được. Còn nghĩ, nghĩ nghèo thì không bao giờ trở nên thành công và giàu có được. Cho nên anh chị phải hiểu điều đó. Nó đến từ suy nghĩ của chúng ta. Được không ạ à? và anh chị hình dung là gì đã nói là đi kinh doanh đã nói là muốn thành công đã nói là muốn phải trở nên tự do tài chính thì mình phải biết những người tự do tài chính họ suy nghĩ cái gì nó đến từ suy nghĩ cả được không ạ à? và đi kinh doanh đó thì thiện cho anh chị một cái tư duy nè nhiều anh chị đang làm thuê hoặc là nhiều anh chị mong muốn đi tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Và chúng ta hay nói rằng là gì? Anh muốn đi kinh doanh, chị muốn đi kinh doanh để có được cái mức thu nhập ổn định. Có được mức thu nhập để trang trải trong cuộc sống của mình ổn định là được rồi. Ổn định thì đi làm thuê ổn định hơn anh chị. Đi tìm kiếm công việc làm thuê có công việc ổn định hơn. Chứ thực ra kinh doanh nó không ổn định. Như đầu chúng ta đã nói rồi mà, phi thương thì bắt phú, kinh doanh bản chất là đi làm giàu mà. Đúng không mà Chứ bây giờ nói là gì Đi kinh doanh Tôi không muốn giàu có Không muốn kiếm nhiều tiền Thì bạn dấn thân vào kinh doanh làm cái gì Bạn đi kiếm công việc làm thuê nào đó làm tốt hơn chứ Bởi vì bản chất đi kinh doanh là làm giàu mà Cho nên là anh chị nào vô học với thiện hỏi đi kinh doanh làm gì vậy? Đi kinh doanh là muốn trở nên giàu có Muốn trở nên tự do tài chính nha Còn đừng có nói đi kinh doanh là muốn kiếm 5 triệu 10 triệu một tháng thu nhập ổn định nha Đi làm thuê ổn định hơn chứ Đúng không anh chị Đó, cho nên là sao ạ à? để mà chúng ta đạt được cái sự thành công đó, thì nó phải đến từ suy nghĩ đúng không ạ à? Có phải đến từ suy nghĩ không hồi nãy giờ thì cũng mới chia sẻ cho anh chị xong một cái suy nghĩ để chúng ta thành công cho ừ. nên chính những cái suy nghĩ của chúng ta nó làm giới hạn bản thân của mình lại bởi vì thật sự anh chị một người thành công không phải ở đây là chúng ta cần phải có tiền có vốn có nguồn lực có kinh nghiệm kỹ năng mà yếu tố cốt lõi để tạo nên sự thành công đó chính là cái suy nghĩ cái tư duy của mình được? cái niềm tin của mình bởi vì mình phải tin mình thành công được? thì mình mới thành công được mình phải có cho mình những cái suy nghĩ lớn mình phải có cho mình những cái suy nghĩ vượt qua cái giới hạn bản thân của mình bởi vì cái thứ ngăn cản chúng ta lớn nhất đến với thành công đó không phải là gia đình không phải con cái không phải là bạn bè không phải là tiền bạc mà cái thứ ngăn cản chúng ta đi đến con đường thành công lớn nhất đó chính là suy nghĩ của mình đó chính là những niềm tin giới hạn của chính bản thân mình chỉ có mình cản mình lại thôi chứ không ai cản mình cả bởi vì cho thì họ anh chị là một cái người mà họ đã vào đường cùng rồi họ khao khát thay đổi họ khao khát thành công rồi họ chịu hết nổi rồi nó cũng giống như việc là gì một cái chiếc xe một cái chiếc xe tải á, mà nó chạy một nghìn km trên giờ, theo anh chị có cái gì cản được nó không? Ồ, ai thấy chiếc xe si đó là cũng tự né hết đúng không anh chị? Ờ, cho nên là đừng có lý do là tôi không có tiền, tôi không có nguồn lực, tôi gia đình tôi ngăn cản cái này cái kia, tất cả chỉ là lý do, tất cả chỉ là lời biện minh thôi, không tin, đúng không ạ? À? Tất cả nó đến từ mình đó chứ không phải là những cái thứ xung quanh đâu ạ? À bởi vì bản thân của thiện và những người thành công khác đều trải qua giai đoạn này cả đều trải qua những cái thứ ngăn cản như là gia đình bạn bè anh chị em tất cả mọi thứ đều quay lưng lúc đó chỉ có một mình mình đi ngược lại với thế giới thôi chỉ có một mình mình đi ngược lại với tất cả mọi thứ xung quanh thôi được không ạ à? nhưng mà may mắn lúc đó là sao ạ à? mình quá khát khao đi cho nên mình mới dám làm mọi thứ mình chấp nhận anh chị mình phải vượt qua cái giai đoạn đó mình phải vượt qua cái rào cản đó thì mình mới đi lên được còn còn bây giờ không có ai đi kinh doanh mà mà nói rằng là gì gia đình phải ủng hộ tôi, gia đình phải cho tiền tôi đi kinh doanh. Và thiện muốn nói với anh chị một điều rằng là gì, gia đình là động lực của bạn nhưng gia đình luôn cản bạn khi bạn kinh doanh. Đúng không ạ? <laughs> đúng không anh chị? Bố mẹ là động lực của mình để cho mình thành công, đúng không ạ? Gia đình là động lực của mình, đúng không ạ? Nhưng mà hệ mà nói ra gì, con muốn đi kinh doanh là người cản mình đầu tiên đó chính là bố mẹ, anh chị em gia đình của mình, người thân của mình đúng không anh chị? đó cho nên là uh, chúng ta phải phải hiểu rằng là gì? Uh, cái tâm lý của họ là như vậy bởi vì uh, bố mẹ của mình là sợ mình là gì chưa học nè rồi chưa biết như thế nào mà ra kinh doanh sợ uh, rồi không thành công giống như những người ngoài kia còn bạn bè của mình thì sao ạ? À? Đôi lúc nó nó sợ mình giàu hơn hoặc là đôi lúc nó sợ mình thành công hơn hoặc là đôi lúc những đứa người bạn tốt thì uh, sợ mình vấp ngã đúng không ạ? Nhưng mà cho thì hỏi anh chị này. Họ rất thích cho lời khuyên mình. Nhưng mà một người họ chưa bao giờ kinh doanh thì họ có chỉ cho mình cái cách kinh doanh thành công được không? Cái người mà họ chưa trở nên thành công về tài chính họ có chỉ cho anh chị cái cách trở nên tự do tài chính được không? Một cái người chưa giàu họ có chỉ cho anh chị cái cách trở nên thành công và giàu có được không? Không bao giờ. Vậy nhớ một điều này là gì? 95% những người ngồi kia là những người chưa thành công, chưa về tài chính Chỉ có 5% những người giàu có thôi Cho nên là đa số anh chị Trước giờ chúng ta gặp toàn nhóm 95% Những người chưa thành công về tài chính Là nhiều đúng không ạ Đúng không anh chị Cho nên cái điều mà họ phản bác họ cản trở chúng ta Đó là cái chuyện bình thường Ai cũng phải trải qua trên cái hành trình thành công cả Kể cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng Anh chị hình dung là gì ờ, Kể cả tỷ phú là Phạm Nhật Vượng Hoặc là tỷ phú là, uh, uh, Warren Buffett cũng vậy Hoặc là Elon Musk cũng vậy đều có fan và cũng đều có anti fan, cũng đều có người thích và cũng đều có người không thích. cho nên là trên hành trình thành công chắc chắn với anh chị là gì, sẽ có rất là nhiều người thích anh chị và cũng sẽ có rất là nhiều người họ vui dập ước mơ của anh chị. đó là chuyện bình thường trong kinh doanh. đó cho nên là sao ạ, chúng ta không có gì phải à, lo lắng và cả, đâu ạ, chúng ta phải trải qua thôi. Không? mà cái chuyện người khác nói hay không nói là đi chuyện đó là chuyện bình thường. quan trọng là ở mình này quan trọng là ông mình có chịu liên tục phát triển và tiến lên hay không như hôm bữa trong nhóm học tập của thiện có một chị à, đang học tập phát triển chia sẻ những video rất giá trị luôn giúp đỡ cho rất là nhiều người luôn Thế tự nhiên cái là một cái ngày đó đăng video lên có rất là nhiều người vô comment những cái câu nói không tích cực và cái tự nhiên cái ngày đó mất năng lượng rồi không có làm video nữa luôn và thiện mới hỏi tại sao nói như là ô bởi vì chị đăng video lên chị nói hay quá những người kia vào không thích nói xấu chị ở chị ngồi chị đọc cũng đấu cái là chị bị à, nhiễm năng lượng không tích cực chị mất năng lượng nói chị nghĩ mấy ngày nay chị không làm video chị không live stream luôn em trời ơi em hỏi chị là họ có cho chị được cái chén cơm nào không họ có cho tiền mua sữa cho con chị không họ có cho tiền nuôi bố mẹ của chị không chị nghe đứa đó làm gì được không ạ à? chị nghe những người thành công và giàu có chị nghe chị đi nghe người nghèo Ồ, chị nghe mấy cái đứa mà cái mặt mũi nó không rõ ràng chị nghe mấy cái đứa mà cái avatar của nó có mặt mèo mặt chó đúng không ạ? để cái mặt con mèo để cái mặt con chó để cái mặt con thỏ lên thì bây giờ chị nghe mấy cái đứa đó ờ, còn cái người mà họ sáng sủa mặt mũi đẹp trai thành công khỏe mạnh hạnh phúc đúng không ạ chị không đi nghe nghe chi mấy người đó thôi làm lại đi chị yên tâm đi có em vượt dậy rồi có em ở đây chị yên tâm đi đó ạ cho nên là một điều là gì chúng ta phải tiếp tục tiến lên thôi chị mục tiêu của chúng ta ước mơ chúng ta hồi báo của chúng ta chỉ có mình mà là cái người thực hiện thôi được không ạ khi bạn thành khi bạn không thành công thì người khác sẽ có một điều là gì khi bạn nghèo thì người khác sẽ xem thường bạn ở ừ, không ạ khi bạn không có tiền thì người khác sẽ ngồi nhìn và mặt bạn mà cười hì hì thôi còn khi bạn thành công thì người ta cũng sẽ tìm mọi cách để để nó không tốt về mình được không ạ cho nên là anh chị hình dung là gì cuộc sống này nó như vậy đó anh chị có hai mặt hết có sáng có tối có tích cực có không tích cực có người tốt có người không tốt đúng không ạ có mặt phải thì có mặt trái chúng ta không thể nào nói rằng là gì? Ồ hôm nay là trời phải nắng luôn đi. Hôm nay trời là phải mưa luôn đi. Đúng không ạ? Không lẽ là chúng ta cứ nói rằng là gì? Ô, tôi rất là thích mùa xuân cho nên là à, cả 12 tháng trong một năm đều là mùa xuân hết đi. Không thể nào anh chị. Có mùa xuân rồi tới mùa hạ, hạ, thu, thu sang đông. Được không ạ? Nó nó phải như vậy anh chị. Cho nên là chúng ta cái chuyện đó là chuyện hết sức bình thường. Cho nên là sao ạ? Cái việc mình thành công là mình 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 phải phải phải, phải chấp nhận những cái điều đó thôi cái người nào mà họ yêu quý anh chị rồi đó, bây giờ anh chị nói gì họ cũng yêu quý, họ cũng ngoài lắng ngay hết. Còn cái người mà họ không thích rồi bây giờ anh chị có múa hay nói giỏi, uh, có thành công như thế nào, có đi đâu họ cũng nói không tốt về mình cả, được không ạ? À? Như thiện đi um, ở cái chuyến uh, những cái chuyến du lịch á, ở uh, những quốc gia ví dụ như vừa rồi mới đi châu Âu về, những anh chị thích mình á thì họ sẽ chúc mừng mình, họ sẽ ngưỡng mộ mình và họ rất là yêu quý mình. Còn những người họ không thích mình ấy, họ sẽ comment là gì? Trời ơi, đi châu Âu như thế này chứ nợ nhiều lắm. Ô đi châu Âu đây là thuê tiền uh, gọi là mượn tiền này. <laughs> rồi sao ạ? À? Rồi uh, làm cái điều không tốt mới có tiền ấy. Thiệt nói cái chuyện nói chuyện hết sức bình thường anh chị. Quan trọng là anh chị sống một cuộc muốn chọn cuộc đời như thế nào thôi. Được không ạ? À? Mình chọn mình sinh ra trên cuộc đời này chỉ có một lần thôi. Làm sao sống á một cuộc đời phi thường sinh ra tất cả chúng ta đều là người bình thường Nhưng mà phải sống làm sao để chúng ta để lại những cái giá trị cho cuộc đời Và những video đó không phải là quay về cho Thiện ngắm Thiện xem đâu Mà để truyền cảm hứng cho tất cả các anh chị Để chúng ta có thể đạt những cái mục tiêu Câu lạc bộ chúng ta không cho Ở đây không cho tiền Mà cho anh chị một cái ước mơ Một cái hoài bão Một cái phong cách sống Một cuộc sống Một nhiệt huyết Một ngọn lửa trong trái tim nhiệt huyết của anh chị để anh chị có thể liên tục tiến lên đạt được một cái cuộc sống thành công khỏe mạnh hạnh phúc trọn vẹn như anh chị mong muốn được không ạ môi trường câu lạc bộ chúng ta luôn nuôi dưỡng những cái gì à? à những cái hạt giống mong muốn thay đổi cuộc đời của mình phát triển bản thân khát khao thành công có một cái cuộc đời nó tốt đẹp hơn nó phi thường hơn được không ạ chứ bây giờ anh chị hình dung là sống một cái cuộc đời mà sáng mà thức dậy 7 giờ sáng đi làm rồi uh, trưa về ăn cơm uống nước rồi chiều một giờ chiều đến công ty làm rồi tối về ăn cơm uống nước đi ngủ xem phim xong ăn cơm uống nước đi ngủ và nó cuộc đời nó cứ lặp đi lặp lại như vậy đó. sống như vậy thì cảm thấy bản thân của thiện cảm thấy nó không có được thoải mái nó chán lắm đúng không ạ sống như vậy mình 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 đi làm mình cứ nhìn nét mặt của người khác mình làm á mình cảm thấy không thoải mái Đúng không anh chị nhìn mặt người sếp của mình để đi làm đúng không ạ đôi lúc là mình không thích làm mình cũng phải bắt buộc đi làm đôi lúc là cái ngày đó là cái ngày lễ lộc. Ngày đó là cái ngày gia đình, cái ngày đó là cái ngày uh, đi chơi, hưởng thụ. Nhưng mà sao ạ? À? Cũng muốn đi chơi, cũng muốn là gì ạ? cùng với bạn bè hưởng thụ cái ngày đó. Nhưng mà sao ạ? À? Cũng phải đi làm. Đôi lúc muốn về thăm gia đình của mình, nhưng mà sao ạ? À? Vì công việc và vẫn phải đi làm. Không nghỉ phép được. Được không ạ? À? và có rất là nhiều anh chị như thế sống cuộc đời như vậy nó không chán lắm đúng không ạ à? chúng ta đi làm công việc đó thì không có gì không tốt cả nhưng mà uh, cuộc sống nó hơi bị gò bó nó không thoải mái xíu thôi thì thiện thì không thích cái cuộc sống như vậy mình thích cuộc sống tự do à mình, mình sinh ra trong cuộc đời này tất cả chúng ta đều có một quyền năng đó chính là quyền lựa chọn và ra quyết định đúng không ạ à? anh chị được quyền lựa chọn mình sống một cuộc đời tự do thành công khỏe mạnh hạnh phúc giúp đỡ cho thật nhiều người Hoặc anh chị chọn một cuộc đời lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại suốt 80 năm và chúng ta gọi đó là cuộc đời và sau 80 năm chúng ta ngồi ở trong bốn bức tường chúng ta nhìn ra chúng ta nói chữ ra gì giá như thời gian có thể quay trở lại để tôi có thể thành công tôi có thể đạt được những ước mơ mục tiêu của mình và có một thứ là gì một khi đã mất đi rồi thì không bao giờ quay trở lại được đó chính là thời gian thay vì chúng ta đợi đến năm chúng ta 80 tuổi chúng ta nói rằng chữ giá như thì ngay bây giờ ngay lúc này chúng ta phải thay đổi luôn đi Đúng không ạ? Thay vì chúng ta dành 80 năm, 70 năm, 60 năm để chúng ta đi làm thuê xây dựng ước mơ cho người khác thì chúng ta có thể là gì ạ? Dành 6 tháng, 1 năm đến 2 năm, thậm chí là 3 năm đến 5 năm luôn để mình học tập làm việc xây dựng ước mơ của mình. Nó còn tuyệt vời hơn. Đúng không ạ? Nếu bây giờ anh chị sợ cái giá phải trả khi mình thay đổi thì Thiện khẳng định một điều rằng là gì? Sau này anh chị sẽ trả cái giá rất là lớn. Nếu như ngày hôm nay anh chị không chịu thay đổi được không ạ bởi vì có rất là nhiều người về già rồi họ hối hận và họ nói giá như thời gian quay trở lại nhưng mà không có đâu anh chị bây giờ bắt đầu có những cô chú anh chị 50 tuổi 60 tuổi bắt đầu học cuộc tập cùng với thiện và câu lạc bộ và họ thấy rằng là gì giá như bây giờ có trong nhóm thiện là có những người cô 50 60 bây giờ cũng làm những cái video marketing Đúng không ạ? À? Nhưng mà bây giờ sao? Thì làm thì làm cũng vui thật đó, cũng giá trị thật đó. Nhưng mà cái thời gian, công sức, cái sức khỏe của mình nó không còn giống như cái thời nhiệt huyết của 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 cái tuổi trẻ 20, 30 nữa. Đúng không ạ? À? 40 nữa. Bây giờ 50, 60 rồi. Bây giờ làm video, bình thường thì tuổi trẻ làm hai ba cái video mỗi ngày trao giá trị, livestream mỗi ngày vui vui đúng không ạ? À? Mà họ làm được cái công việc họ yêu thích nữa. Còn bây giờ 50 tuổi, 60 tuổi rồi. Sức khỏe không ok. Làm một cái video Cũng không được khỏe Đúng không ạ à? Hoặc là gì Hoặc là bây giờ à, Ngồi học zoom á, Ngồi có 30 phút à Ngồi chịu không nổi rồi Phải đi nằm Thì lúc đó có muốn học Cũng không học được anh chị Cái lúc đó có muốn đi du lịch Cũng không đi được Bởi Vì sức khỏe đâu nữa mà đi Đúng không ạ à? Cho nên là sao ạ à? Một lần đến nhân gian Thì hãy sống một cuộc đời gọi là đáng sống, được không ạ à? Anh chị nếu như muốn sống một cuộc đời đáng sống như vậy thì chúng ta học tập đồng hành cùng nhau, à, chúng ta tạo ra một cuộc đời đáng sống, không chỉ những sống cho chính bản thân mình và con cháu của mình sau này nó nhìn vô, ô bố tôi mẹ tôi hồi xưa giỏi lắm thông minh lắm, tài giỏi lắm. Họ là một sinh ra một một gia đình không có được giàu có đâu nhưng mà họ lại làm được những điều phi thường như vậy. Bố tôi là đi uh, du lịch châu Âu nè, bố tôi là đi du lịch ở Mỹ nè, ở Dubai nè, du lịch khắp thế giới luôn đó. Trời con của anh chị sinh ra uh, trong gia đình như vậy thì nó không tự hào với bạn bè nó chứ. Sinh ra để sao mà con của mình á, nó ngửa mặt cả đi. đừng để, để sinh ra con của mình sau này nó cứ mặt như này đi ra đường nó cắm mặt ngày đi. Anh chị hình dung được không ạ? À? Ờ, cho nên là Có thể là gì Cha mẹ sẽ là cái vạch xuất phát Của con Con cái của mình sau này Bây giờ anh chị muốn con của mình sau này là gì ạ à? Nó xuất phát Xuất phát điểm của nó Là ngồi trên chiếc xe ô tô Bật máy lạnh Và đi ngắm mây ngắm mưa Hay là sau này cho con của mình đi xe đạp ờ, Đó là quyền lựa chọn và thiền đã thấy được cái viễn cảnh tương lai rồi cho nên giờ thay đổi. <laughs> thay đổi, thay đổi đi nó còn kịp đó anh chị. Ngày hôm nay mà anh chị học ở live livestream này là anh chị biết là cuộc đời của mình thay đổi còn kịp rồi. Nha, thay đổi còn kịp rồi. Đừng có đợi mà 20 năm nữa, 50 năm nữa. Rồi chúng ta mới thay đổi thì lúc đó quá muộn rồi. Được không ạ? Và để mà trong kinh doanh thành công anh chị. Để mà trong kinh doanh thành công á thì nó cũng giống như ngày xưa mà chúng ta đi học ấy. Nếu bây giờ anh chị đi kinh doanh mà anh chị lấy hệ thống tư duy của một người đi làm thuê, chúng ta ra làm kinh doanh thì theo anh chị chúng ta có dễ thành công được không ạ? À? Không đúng không ạ? À? Bây giờ anh chị lấy kiến thức của lớp 1 anh chị đi giải bài toán lớp 2 lớp 3 được không? Làm sao mà được? Và nếu như anh chị muốn trở thành một chủ doanh nghiệp thành công thì anh chị phải biết những người triệu phú, những CEO thành công và giàu có, những doanh nhân thành công họ đang có suy nghĩ gì? Doanh nhân thành công ở đây là mình nói chuyện mình kết quả, được không ạ? Thì có một quan điểm là tiền học từ ai á? Mà người đó có kết quả thực sự, được không ạ? Kinh doanh á, nó có một điều tuyệt vời như thế này anh chị, nó không cần phải bắt buộc anh chị phải có cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, cử nhân kinh tế thì mới thành công được ai cũng kinh doanh được cả không cần bằng cấp hồi chiều có ông bạn comment vô bài viết của thiện là gì ô danh doanh nhân hả bằng thạc sĩ máy bằng rồi em tiến sĩ máy bằng rồi em thiện nói với anh chị nè thạc sĩ tiến sĩ chưa chắc gì ra kinh doanh đâu chưa chắc gì bao giờ họ đã đi kinh doanh đâu anh chị những người đó sao ạ họ học họ làm họ dạy theo cái lý thuyết và họ cũng được nhận lương anh chị, à, anh chị hình dung không ạ? nhưng mà bây giờ anh chị để ý đi, những người doanh nhân thành công, anh chị đọc những tiểu sử của những người doanh nhân thành công đi, họ có bằng thạc sĩ, tiến sĩ gì không ạ? đa số là không, đúng không ạ? À, đa số là không, đó, cho nên là sao ạ? À? họ đều ra trường sớm hết ông um, Thomas Edison đó. ông ra trường hồi lớp 3 à. ông đâu có bằng thạc sĩ tiến sĩ gì đâu Harry Ford cũng vậy anh chị à, không có nghĩa là bạn muốn kinh doanh thì bạn phải có cái bằng tốt nghiệp đại học Harvard không phải là bạn muốn kinh doanh thành công là bạn phải có cái bằng thạc sĩ tiến sĩ người nào kinh doanh cũng đều được cả bởi vì anh chị hình dung là gì anh chị nói là mình học uh, kiến thức trong uh, trường học mình phải có bằng cấp thì mình mới kinh doanh mình mới kiếm tiền được Thì cho thì hỏi anh chị này cái thu nhập của anh chị hiện tại đó anh chị làm cái công việc hiện tại để tạo ra cái thu nhập hiện tại á anh chị ứng dụng bao nhiêu phần trăm cái kiến thức mà anh chị học 12 năm trong trường học và 4 năm đại học 5 năm đại học đó anh chị đã lấy bao nhiêu kiến thức trong trường học đó áp dụng vào cái công việc anh chị đang làm áp dụng được bao nhiêu phần trăm không có phần trăm nào hết đúng không Có thể là áp dụng về môn giáo dục công dân Đối nhân sự thế Đúng không ạ Nó có thể là áp dụng phần trăm nào đó Nhưng mà thật sự kiến thức trong trường học thì rất tuyệt vời Nó giúp cho chúng ta là gì Biết đối nhân sự thế này Biết cách ăn nói Biết cách tính toán này Rất tuyệt vời đó Nhưng mà để trở nên thành công và giàu có trong kinh doanh Thì nó phải học từ kinh nghiệm và kiến thức Của những người kinh doanh thành công về tài chính rồi Bởi vì họ đã kinh doanh Họ đã có những cái chiến lược Cách làm, công cụ kiếm tiền Giúp cho họ thành công rồi Đúng không ạ Thì bây giờ chúng ta muốn kinh doanh thành công Thì chúng ta phải biết những người thành thật công họ suy nghĩ cái gì chứ Đúng không ạ Bây giờ cho thầy hỏi anh chị nè Khi mà đi học á Đi thi á Thì chúng ta luôn mong muốn có được cái bộ não của cái người thầy Người cô giáo đúng không ạ ô giả sử mình mà, mà có được cái, cái Bộ não của cái người thầy Là mình sẽ giải cái bài toán này xong rất là giỏi luôn, 10 điểm luôn, đúng không anh chị? Hoặc là mình đi làm môn văn đi. Ô giá như mình có cái cái đầu óc uh, gọi là thơ mộng giống như bà cô của mình á, bà cô dạy văn á thì chắc chắn bài văn của mình sẽ 10 điểm. Đúng không anh chị? Lúc đi thi thì lúc nào cũng ước rằng là gì có cái bộ não của cái đứa học sinh giỏi, có bộ não của thầy cô. Để thành công đúng không? Và trong kinh doanh cũng vậy anh chị. Thế bây giờ muốn có kết quả kinh doanh thành công và giàu có đúng không? Vậy thì bây giờ phải phải hỏi thử là gì? Ô cái người kinh doanh thành công và giàu có họ đang nghĩ cái gì? Để xem thử họ nghĩ cái gì? Tôi học từ cái suy nghĩ của họ, tôi ra tôi làm ra tôi thành công thôi. Đúng không anh chị? oh ờ, chứ nó không phải là anh chị phải có bằng cấp, anh chị phải có vốn đâu ạ. À? Hoặc là anh chị phải có năng lực sẵn đâu ạ. À? Bởi vì tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều phải đi học hết. Không ai mới để ra là biết kinh doanh. Không ai mới sinh ra là biết bán hàng. Không ai mới sinh ra là biết đi gọi vốn kinh doanh cả. Tất cả đều phải đi học hết và không phải là kinh doanh là chúng ta phải là gì ồ vốn vốn thì nó là một cái tuyệt vời rồi nhưng mà bởi vì trí tuệ nó là một cái vốn rất lớn lớn hơn so với, kẻ với tiền bạc anh chị có những người mà họ có trí tuệ thì họ không cần vốn được không ạ họ sử dụng cái trí tuệ của họ thì họ kinh doanh đâu cần vốn đâu và còn có nhiều người có vốn nhưng mà họ không có trí tuệ thì cái kinh doanh nó cũng thất bại à đúng không ạ bây giờ có vốn đi cầm 500 triệu cầm tỷ ra kinh doanh bây giờ không biết bán hàng ba tháng sau đóng cửa đúng không ạ? Có người mà họ có trí tuệ, họ có kiến thức, hiểu biết rất chuyên sâu về kinh doanh, biết cách đàm phán, biết cách gọi vốn, biết cách huy động nguồn lực, ok từ con số 0, họ cũng vẫn có thể tạo ra dòng tiền được. Ừ, quan trọng là cái năng lực, cái tư duy của mình anh chị chứ không phải là chúng ta cần cái này cần cái kia đâu, không phải đâu anh chị. Bởi vì trí tuệ nó cũng là một cái loại vốn rất là lớn rồi, đúng không ạ? anh chị hãy nhớ rằng là gì ạ à? cái thời điểm hiện tại là cái cái thời điểm mà gọi là kinh tế nó chưa dễ dàng cho nên chúng ta không được cho phép bản thân của mình rơi vào cái hoàn cảnh này là gì ạ à? làm sai rồi sửa bởi vì kinh tế không dễ dàng thì tiền bạc của chúng ta nó phải chắc chắn làm cái gì nó phải chắc chắc ăn một xíu được không ạ? À? chúng ta đừng có lựa chọn những cái sự đầu tư không có khôn ngon không có hiểu biết hoặc là lựa chọn những cái cơ hội kinh doanh mà chúng ta không có kiến thức, chúng ta bay vào thì chắc chắn là làm nó không có dễ dàng rồi, được không ạ? À? chúng ta có những cái cách thành công như sau một là chúng ta học từ cái thất bại kinh nghiệm của mình có nghĩa là sao ạ? À? có nghĩa là bây giờ đi kinh doanh chúng ta bỏ vốn ra trăm triệu, chúng ta kinh doanh không có kiến thức rồi thất bại mất trăm triệu xong rồi tiếp tục làm sai sửa để học thêm kinh nghiệm đúng không ạ? À? rồi bỏ 200 triệu ra kinh doanh tiếp rồi không thành công nữa rồi học được bài học tiếp tục sai rồi sửa. Và kinh nghiệm thất và 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 thất bại nó chỉ trong thất cách thất bại thôi. Đúng không ạ? Và có một cách thứ hai là gì? Học từ kinh nghiệm thất bại của người khác. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ học từ những cái sai lầm của người khác và chúng ta né ra. Và cái cái kinh nghiệm thất bại nó chỉ chỉ cho mình cái cách thất bại thôi, nó không có dẫn mình đến thành công. Mà chỉ có kinh nghiệm của người thành công mới chỉ cho mình thành công thôi. Cách thứ ba là học theo người thành công và thành công luôn. Được không ạ? À? Để kinh doanh là phải thành công. Để đánh là phải thắng. Đã hành động thì phải tạo ra kết quả. Và chúng ta phải học theo những người đã thành công rồi. chúng Họ chỉ cho mình cái cách để thành công luôn. Cái người họ đã có cái body xấu muối rồi. Mình học theo họ. Họ chỉ cho mình cái cách tập làm sao để có xấu muối luôn. Chứ bây giờ đi tập thể dục muốn có xấu muối mà. Đi tập từ cái người mà họ nói rằng là gì. Tôi còn bụng mỡ nè. Uh, em ơi đừng cái ăn cái này cái này nhiều calo không tốt đâu em ơi đừng cái ăn cái kia cái kia là chứa nhiều đường lắm không tốt đâu biết rằng cái đó không tốt họ chỉ chỉ cho mình cái đường né ra thôi né ra để có sức khỏe không để có cái sức khỏe tránh những cái cái sai lầm thôi cho cái căn bệnh béo phì của họ thôi nhưng mà họ đâu có chỉ cho mình cái cách để có được body sớm muối đâu chỉ có cái người có cái body số muối mới chỉ cho mình có được cái, cái body số muối thôi. Chỉ có cái người mà họ kinh doanh thành công rồi họ mới chỉ cho mình cái cách kinh doanh thành công thôi. Chỉ có cái người giàu có rồi họ mới chỉ cho mình cái cách trở nên giàu có thôi. Đúng không ạ? Và khi bản thân anh chị đưa mình vào cái trạng thái này là gì? Mình phải kinh doanh thành công. Một khi đã kinh doanh là phải thành công. Thì sao ạ? Anh chị sẽ không bao giờ cho phép bản thân của mình ngừng học hỏi và phát triển làm tới đâu thành công tới đó học thêm người thành công và thành công luôn được không ạ và môi trường câu lạc bộ chúng ta rất là tuyệt vời hàng ngày chia sẻ những kiến thức trao rất là nhiều giá trị những kiến thức này thực sự những kiến thức mà thiện chia sẻ bây giờ anh chị nghĩ nó đơn giản nhưng mà thực sự có rất là nhiều người ngoài kia họ đã bỏ rất là nhiều tiền ra để học và những anh chị nào mà kinh doanh mà chưa thành công học hồi nãy giờ thấm lắm đúng không ạ chia sẻ đơn giản dễ hiểu nhưng mà thấm đúng không anh chị nào kinh doanh mà mất tiền này không bán được hàng này thấm không thấm không anh chị có người nào mà chưa thấm là gì ạ à? chưa thấm là bởi vì anh chị chưa chưa kinh doanh đúng không ạ thì bây giờ chúng ta học là chúng ta phải biết ơn điều đó ừ, rất là tuyệt vời đúng không ạ rồi thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng chia sẻ chắc được hơn tiếng rồi đúng không ạ ô chắc cũng được tiếng rưỡi rồi từ 8 giờ cho đến là gần 10 giờ kém rồi ok thế thì bây giờ chúng ta kết thúc tại đây và bây giờ hẹn gặp lại tất cả anh chị vào buổi tối ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục à, chương trình chia sẻ 21 ngày làm như thế nào để có thể là đạt được cái kết quả thành công lớn trong công việc kinh doanh của mình, Được không ạ? Những anh chị nào mà mong muốn học tập rèn luyện các cái buổi zoom trực tiếp cùng với Thiện và những anh chị câu lạc bộ chia sẻ thì có thể là chúng ta tham gia nhóm học tập hoặc có thể nhấn trực tiếp cho Thiện để chúng ta có thể là cùng nhau chia sẻ những cái buổi zoom trong cộng đồng của câu lạc bộ để chúng ta cùng nhau rèn luyện những cái kiến thức. Bởi vì học thêm nó không có có phí đâu anh chị. Đầu tư vào thời gian học tập phát triển bản thân của mình nó không phí mà nó là cái đầu tư gọi là không bao giờ lỗ đúng không anh chị dành thời gian đi học thêm kiến thức mới chúng ta cũng không có thời gian thì bảo sao mà thành công lớn được đúng không ạ chứ bây giờ bây giờ đi ra làm mà không có kiến thức thì cũng đâu có thành công được cho nên là thôi thay vì bây giờ háo hức thay vì bây giờ nôn nóng muốn thành công thì khoan từ từ xem thử mình đã có đủ tư duy kiến thức đủ năng lực chưa biết bán hàng chưa biết quảng bá chưa biết marketing chưa biết livestream chưa biết làm video marketing chưa bởi vì đi kinh doanh mà không biết bán hàng là chắc chắn là thất bại không biết marketing chắc chắn không có khách hàng cho nên là phải đi học đi được không ạ à? 12 năm học chúng ta còn dành thời gian công sức tiền bạc chúng ta học mà bây giờ để mà thay đổi được cuộc đời trở nên thành công và giàu có thì thì sao ạ à? chúng ta phải dành thời gian chúng ta đi học thôi chứ không có cái gì là miễn phí cũng không có cái gì là nó dễ dàng cả anh chị thì nói với anh chị là không có một cái con đường thành công nào mà nó trải đầy hoa hồng cả. Không có một cái cơ hội nào mà dễ dàng mà nó nó rành rành trước mắt anh chị. Nó bảo rằng là gì? Ồ, tiền này, lợi nhuận này. Bạn không cần làm gì hết, bạn cũng có tiền. Không có đâu. Đừng có có, có mơ mộng hảo huyền anh chị. Bởi vì tất cả những người thành công họ biết rằng là gì? Để mà đạt được kết quả thành công, họ đều trải qua những cái sự chưa dễ dàng, khó khăn, thử thách hết. Và họ vượt qua họ thành công và cơ hội thì luôn luôn nằm ẩn sau những cái lớp vỏ bọc gọi là vấn đề chứ không có cái cơ hội nào mà nó 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 dễ dàng cho anh chị đâu cả được không ạ à? đừng có hy vọng rằng là mọi thứ dễ dàng mọi thứ may mắn tuyệt vời nó đến với tôi trong khi tôi không nỗ lực không phát triển không có đâu được không ạ à? đó cho nên là chúng ta phải dành thời gian học tập phát triển bản thân của mình lên nha rồi cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta à, tối tới giờ cũng đã xem trực tiếp cùng với thiện ha rồi xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người hẹn anh chị vào tối ngày mai à, và buổi sáng thì bốn giờ ba thì câu lạc bộ vẫn có buổi zoom chia sẻ anh chị nha. À, những anh chị nào muốn học buổi sáng chia sẻ những kiến thức uh, hỏi đáp, vấn đáp về những kiến thức kinh doanh thì chúng ta có thể là tham gia học tập uh, rèn luyện cùng với thiện và câu lạc bộ để anh chị có thêm những cái uh, kiến thức mới chúng ta cùng nhau phát triển. Rồi ok xin chào hẹn gặp lại tất cả anh chị nha.